Đệ nhất kiếm thần, Diệp Huyên. Tập 266. Diệp Huyên và Tần Quan đưa mắt nhìn nhau, hai người đi về phía tòa tháp. Họ vô cùng quan tâm tới những loại sách cổ ghi chép về các nền văn minh. Bây giờ muốn tìm hiểu về các nền văn minh ấy, chỉ có thể thông qua sách vở thôi. Hai người tới trước tòa tháp, đang định tiến vào thì Diệp Huyên lại ngăn cản Tiểu Tinh Linh và Tần Quan. Hắn nhìn cánh cửa, trên đó có những phù chú thần bí. Thấy cảnh tượng này, Tiểu Tinh Linh lập tức biến sắc, là bùa vũ trụ do tên kia để lại đấy. Ta biết ngay mà, chắc chắn chúng ta không thể nào lấy được bảo bối của nó dễ dàng như thế. Diệp Huyên bước tới trước cánh cửa kia, mà khi ấy, những phù chú kia đột nhiên lóe ra một luồng sáng đỏ, ngay sau đó, khí tức khủng khiếp tràn ra bên ngoài. Diệp Huyên rất bình tĩnh, hắn xòe lòng bàn tay, kiếm Thanh Huyên xuất hiện trong tay hắn, hắn đâm thẳng vào phù chú. Đùng! Trong thoáng chốc, phù chú kia biến thành tro bụi. Thấy cảnh này, Tiểu Tinh Linh trợn tròn hai mắt, cứ thế là phá giải được rồi. Diệp Huyên nháy mắt, lợi hại không? Tiểu Tinh Linh gật đầu như bổ củi. Diệp Huyên cười ha hả, đi thôi. Nói rồi, hắn tiến vào trong tháp. Vừa vào trong tháp, Diệp Huyên và Tần Quan thấy những cuốn cổ thư xếp chi chít, mà tòa tháp này chí ít cũng đến hàng vạn tầng, ngẩng đầu nhìn lên, tầng nào cũng xếp đầy cổ thư. Trông thấy cảnh ấy, Diệp Huyên và Tần Quan lập tức thấy mê mẩn. Nhiều quá. Tần Quan bước tới một bên, nàng ta cầm một cuốn cổ thư trong số này rồi nhíu mày, bởi vì không thể hiểu được văn tự trong đó. Đúng lúc này, Tiểu Tinh Linh ở bên cạnh vội vàng nói, ta hiểu, ta đọc được văn tự của rất nhiều thời đại. Tần Quan cười cười, nàng ta bước tới trước mặt Tiểu Tinh Linh, chỉ vào giữa trán của Tiểu Tinh Linh, vô số thông tin về văn tự nhanh chóng tràn vào mi tâm của Tần Quan. Chỉ chốc lát sau, Tần Quan thu tay phải về, nhưng Tiểu Tinh Linh nhợt nhạt đi thấy rõ. Tần Quan nhẹ nhàng xoa đầu Tiểu Tinh Linh, xin lỗi nhé, ta không nghĩ là người yếu ớt đến vậy. Tiểu Tinh Linh lập tức đảo mắt khinh thường. Tần Quan mỉm cười, nàng ta lấy ra một xiên kẹo hồ lô đưa cho Tiểu Tinh Linh, Tiểu Tinh Linh tò mò, đây là... Tần Quan nghiêm túc đáp, kẹo hồ lô, thứ quý giá nhất ở giải ngân hà của bọn ta, người thử xem, rất ngon đấy. Nghe vậy, Diệp Huyên nghẹn lời. Thứ quý giá nhất. Tiểu quan này cũng bắt đầu hư rồi. Tiểu Tinh Linh nhận lấy kẹo hồ lô, nàng ta liếm thử, hai mắt lập tức sáng ngời, qua. Nói rồi, nàng ta lại liếm tiếp. Tần Quan nghiêm túc hỏi, ngon không? Tiểu Tinh Linh gật đầu, thứ này ngon, thực sự rất ngon, cảm ơn Tần tỷ tỷ. Tần Quan cười cười, đừng khách sáo. Nói xong, nàng ta lấy thêm một xiên nữa đưa cho Tiểu Tinh Linh, thưởng cho ngươi thêm xiên nữa. Tiểu Tinh Linh vội vàng nhận lấy, Tần tỷ tỷ, ngươi tốt quá. Diệp Huyên không khỏi lắc đầu, không thể nhìn nổi nữa. Tần Quan nhìn Tiểu Tinh Linh trước mặt, ánh mắt tràn ngập tình yêu thương. Nàng ta xoa đầu Tiểu Tinh Linh rồi nhìn sang Diệp Huyên, chúng ta cùng xem đi. Nói xong, nàng ta bước tới trước mặt Diệp Huyên, sau đó chỉ vào mi tâm của hắn. Đùng! Chỉ trong thoáng chốc, vô số thông tin văn tự được đưa vào mi tâm của Diệp Huyên. Chỉ một loáng sau, Tần Quan thu tay phải về, nàng ta đưa cuốn cổ thư trong tay cho Diệp Huyên. Diệp Huyên mới liếc qua, thần sắc đã trở nên nghiêm trọng, đây là... Tần Quan trầm giọng đáp, một cuốn sách về pháp thuật từ thời đại trước, tuy rằng chỉ là những điều cơ bản, nhưng hoàn toàn khác phương thức tu luyện ở thời đại chúng ta. Diệp Huyên trầm giọng, cô xem thử xem phương pháp tu luyện của họ tốt hơn hay phương pháp tu luyện của chúng ta ở thời đại này tốt hơn. Tần Quan ngồi xuống, nàng ta lật xem kỹ càng, mất một lúc mới gập cuốn cổ thư lại, phương pháp tu luyện của họ cũng có chỗ đặc biệt, nhưng chúng ta cũng không kém cạnh. Tất nhiên, nếu nhất định phải so sánh thì phương pháp của họ tốt hơn. Diệp Huyên im lặng. Linh của vũ trụ giữ những thứ này làm gì? Hắn cảm thấy khó hiểu. Tần Quan khẽ nói, ta phải đọc hiểu hết tất cả cổ thư ở nơi này, sau đó dung hòa kim cổ, sáng tạo ra phương pháp tu luyện mạnh mẽ hơn, có thế thì văn minh võ đạo của vũ trụ quan huyên chúng ta mới phát triển hơn trong tương lai. Tất nhiên, điều này cần cả một quá trình, nếu không, cho dù những thứ này được đưa tới vũ trụ quan huyên, người dân ở đó cũng không hiểu được. Và lại, những phương pháp tu luyện này được sáng tạo dựa trên thể chất của người dân ở thời đại đó,
một số phương pháp không phù hợp với người ở thời đại này, nếu cứ cố tu luyện, e rằng sẽ tẩu hỏa nhập ma. Diệp Huyên khẽ gật đầu, đang định nói gì đó thì nghe thấy tiếng bước chân vang lên trên tháp. Diệp Huyên lập tức nheo mắt. Tiếng bước chân. Diệp Huyên và Tần Quan đều khiếp sợ, vậy mà nơi này còn có người. Mà lông mày của Diệp Huyên cũng nhíu lại. Bởi vì hắn không cảm nhận được bất kỳ hơi thở nào. Diệp Huyên và Tần Quan quay đầu nhìn về phía cầu thang bên cạnh, thoáng chốc, tiếng bước chân kia đã tới cầu thang, nhưng lại không xuất hiện. Diệp Huyên nheo mắt nhìn, người đang chơi trốn tìm sao. Lúc này, một cô gái đi ra, trông cô gái cũng chỉ 18 tuổi, mặc một chiếc váy xanh đơn giản, không hề tô son chát phấn, trong tay nàng ta còn cầm một cuốn sách cổ, trông có vẻ yếu đuối mỏng manh, rụt rè nhút nhát. Nhìn thấy cô gái, Diệp Huyên và Tần Quan đều nhíu mày lại, sau đó hai người nhìn về phía Tiểu Tinh Linh. Tiểu Tinh Linh lắc đầu, không biết. Diệp Huyên nhìn về phía cô gái, không biết phải xưng hô với cô nương thế nào. Cô gái thoáng nhìn Diệp Huyên, sau đó khẽ nói, Thư Nhu. Thư Nhu. Diệp Huyên quét nhìn xung quanh, sau đó nói, cô nương vẫn luôn ở trong này. Thư Nhu gật đầu. Diệp Huyên lại hỏi, bao lâu rồi? Thư Nhu khẽ nói, rất lâu rồi. Diệp Huyên nhìn Tần Quan, cười nói, cô tới hỏi đi. Tần Quan gật đầu, nàng ta đi đến trước mặt Thư Nhu, cười nói, Thư Nhu cô nương, cô bị giam ở trong này sao? Thư Nhu lắc đầu, không phải. Tần Quan lại hỏi, cô vốn ở trong này? Thư Nhu gật đầu. Lông mày của Tần Quan nhíu lại. Lúc này, Thư Nhu đột nhiên hỏi, vì sao các ngươi có thể tiến vào? Tiểu Tinh Linh lập tức chỉ vào Diệp Huyên, cười nói, Diệp ca của ta mang bọn ta tiến vào, hắn rất lợi hại, hì hì. Thư Nhu thoáng nhìn Diệp Huyên, sau đó ánh mắt rơi lên trên kiếm Thanh Huyên trong tay hắn, khi nhìn thấy kiếm Thanh Huyên, nàng ta bỗng ngẩn ra, sau đó hỏi, ta có thể xem kiếm của ngươi không? Diệp Huyên hơi kinh ngạc, nhưng hắn cũng không từ chối, mở bàn tay ra, kiếm Thanh Huyên bay đến trước mặt Thư Nhu cầm kiếm Thanh Huyên, nàng ta ngắm nhìn chốc lát. Khiếp sợ nói, công tử, kiếm này đặc biệt biết bao. Diệp Huyên cười nói, đặc biệt thế nào? Thư Nhu nghiêm túc nói, trong kiếm ẩn chứa một loại quy tắc không biết tên mạnh mẽ, mà hễ có người nào vi phạm, quy tắc này sẽ được áp dụng. Nói xong, nàng ta chợt dừng lại, sau đó nói tiếp, quy tắc này ngự trị bên trên tất cả quy tắc ta biết, bao gồm cả quy tắc của vũ trụ này. Sắc mặt Diệp Huyên cũng trở nên nghiêm túc. Cô gái này không đơn giản. Thư Nhu nhìn kiếm Thanh Huyên một lát, sau đó lại nhìn về phía Diệp Huyên, sắc mặt trở nên phức tạp, thảo nào công tử có thể tiến vào nơi này, thì ra sau lưng công tử có cao nhân. Tiểu Tinh Linh ở bên cạnh nghe vậy thì vội vàng gật đầu, cao nhân. Sau lưng bọn ta có cao nhân. Diệp Huyên liếc nhìn Tiểu Tinh Linh, lắc đầu cười một tiếng. Thư Nhu trả kiếm Thanh Huyên lại cho Diệp Huyên, sau đó nói, công tử, người chế tạo ra kiếm này có tới đây cùng ngươi không? Diệp Huyên lắc đầu, không. Nghe vậy, trong ánh mắt Thư Nhu lóe vẻ thất vọng. Lúc này, Tần Quan đột nhiên nói, Thư Nhu cô nương, cô có muốn ra ngoài cùng bọn ta không? Thư Nhu do dự một lát, sau đó hỏi, ra ngoài. Tần Quan gật đầu, chắc hẳn cô ở trong này cũng rất buồn chán, đúng không? Thư Nhu khẽ nói, vẫn tâm tạm, nơi này có rất nhiều sách, có thể luôn đọc sách, nhưng mà... Nếu có thể ra ngoài, tất nhiên cũng rất tốt. Nghe vậy, khóe miệng Tần Quan hơi cong lên, vậy cô đi cùng bọn ta thôi. Thư Nhu gật đầu, được. Tần Quan nhìn xung quanh, sau đó nói, bọn ta mang hết sách trong này đi, cô không để ý chứ. Thư Nhu lắc đầu, tùy cô nương. Tần Quan hơi tò mò, Thư Nhu cô nương, thứ cho ta mạo muội, cô vừa nói cô vẫn luôn ở nơi này, vậy nên, cô sinh ra ở nơi này sao? Thư Nhu hơi do dự. Tần Quan cười nói, nếu cảm thấy không tiện, vậy không cần nói. Thư Nhu lắc đầu, cũng không phải. Thật ra ta là Thư Linh. Diệp Huyên và Tần Quan đều sửng sốt. Thư Linh. Thư Nhu khẽ nói, sách nơi này đều rất đặc biệt. Chúng nó đã tồn tại ở nơi này chục tỷ năm, mà trong những năm tháng dài đằng đẵng này, chúng nó dần dần sinh ra linh trí. Sau khi sinh ra linh trí, mọi người sẽ cắn nuốt lẫn nhau, mà ta, sống đến cuối cùng. Nghe vậy,
Sắc mặt Diệp Huyên bỗng trở nên kỳ lạ. Mẹ nó, nàng ta là người hung ác. Tần Quan cũng hơi kinh ngạc. Cắn nuốt lẫn nhau, sống đến cuối cùng. Đây chắc chắn là một người hung ác. Nhưng, trông cô nương này yếu đuối mỏng manh, giống như nói chuyện lớn tiếng chút thôi cũng sẽ dọa nàng ta vậy. Mà nàng ta lại sống đến cuối cùng. Dường như Thư Nhu hơi xấu hổ, khẽ nói, à thì, chúng ta có thể đi rồi chứ. Diệp Huyên cười nói, có thể. Nói xong, hắn mở bàn tay ra, tiểu tháp xuất hiện trong tay hắn, thoáng chốc, ánh sáng vàng bao phủ toàn bộ nơi này, dứt khoát thu cả tòa tháp cao vào bên trong tiểu tháp. Mà Diệp Huyên cũng đặt tên nó là Thư Tháp. Sau khi thu cả tòa Thư Tháp vào, Diệp Huyên đang định cất tiểu tháp đi thì Thư Nhu lại đột nhiên nói, có thể cho ta xem tiểu tháp này không? Diệp Huyên nhìn Thư Nhu, cười nói, có thể. Nói xong, hắn giơ tay ra, tiểu tháp bay đến trước mặt Thư Nhu. Thư Nhu nhận lấy tiểu tháp, nàng ta xem một lát, khen ngợi, vậy mà thời gian trong tháp này lại khác với bên ngoài, có thể nghịch chuyển thời gian đến mức độ này. Nói xong, nàng ta nhìn về phía Diệp Huyên, nghiêm túc nói, Diệp công tử, vị cao nhân đứng sau ngươi không hề đơn giản. Chắc hẳn nàng có thể đánh mấy người như ngươi. Diệp Huyên chớp chớp mắt, ta đánh nàng sẽ không đánh trả. Nghe vậy, Tần Quan hé miệng cười, khỏi phải nói, hắn thật sự không khoác lác. Trên đời này, có thể khiến cho thiên mệnh không đánh trả, đoán chừng cũng chỉ có Diệp Huyên. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Nghe thấy lời của Diệp Huyên, Thư Nhu mỉm cười, kiếm đạo của công tử có thể tự thành một phái, cũng vô cùng khó lường. Diệp Huyên cười ha ha, cảm ơn cô đã khen ngợi, lại nói, lâu như vậy rồi, dường như cô là người đầu tiên khen ta, ha ha. Thư Nhu mỉm cười, không nói lời nào. Diệp Huyên quay người nhìn về phía tòa tháp cao cách đó không xa, sau đó nói, chúng ta đến tòa tháp kia đi. Tần Quan gật đầu, đi. Mấy người đi về phía tòa tháp cách đó không xa. Thư Nhu bỗng nhiên nói, công tử, có thể cho ta mượn kiếm của ngươi nghiên cứu một chút không? Diệp Huyên cười nói, có thể. Nói rồi, hắn mở tay ra, kiếm Thanh Huyên bay đến trước mặt Thư Nhu. Thư Nhu cầm kiếm Thanh Huyên, nàng nghiên cứu một lát, khen ngợi, quy tắc của vị cao nhân đằng sau ngươi thật lợi hại, là quy tắc chi đạo mạnh nhất là ta từng gặp. Diệp Huyên mỉm cười, cô cũng rất lợi hại. Nghe vậy, hai mắt Thư Nhu lập tức bừng sáng, thật sao? Diệp Huyên gật đầu. Không thể không nói, có thể tiếp xúc với quy tắc của Thanh Nhi đã là rất lợi hại rồi. Thư Nhu chợt nhoẻn miệng cười, thật ra, ta cũng cảm thấy ta rất lợi hại. Diệp Huyên im lặng. Sao cứ thấy sai sai? Thư Nhu chợt nói, công tử, có thể tặng ta kiếm này không? Diệp Huyên hơi do dự, sau đó nói, e rằng không thể. Thư Nhu chớp chớp mắt, ôm kiếm không nói lời nào. Diệp Huyên không biết phải nói gì hơn. Nhà đầu này sẽ không cướp đấy chứ. Thư Nhu đột nhiên cười hi hi, vậy cho ta mượn nghiên cứu một thời gian, thanh kiếm này ẩn chứa tri thức vô cùng uyên bác. Diệp Huyên đang định nói chuyện, Tần Quan ở bên cạnh đã nói trước, có thể. Nhưng mà, sau khi cô nghiên cứu ra được, phải chia sẻ với bọn ta, như thế nào? Thư Nhu không chút do dự, lập tức gật đầu, được. Diệp Huyên nhìn về phía Tần Quan nở nụ cười xinh đẹp. Thật ra, nàng ta cũng muốn nghiên cứu kiếm Thanh Huyên, nhưng mà bận quá, hơn nữa tri thức ẩn chứa trong kiếm này quả thật rất uyên bác, không phải một hai ngày là có thể nghiên cứu ra được. Bây giờ có người giúp đỡ, tất nhiên nàng ta vô cùng vui vẻ. Khi nói chuyện, mấy người đã đi tới trước tòa tháp thứ hai, Diệp Huyên thoáng nhìn cánh cửa của tòa tháp này, trên cửa vẫn có cấm chế. Lúc này, Thư Nhu chợt nói, để ta. Nói xong, nàng ta ôm kiếm Thanh Huyên đi đến trước cánh cửa kia, sau đó vung kiếm đâm vào. Nhưng mà, không có bất kỳ phản ứng gì. Thư Nhu sửng sốt. Diệp Huyên lắc đầu cười, búng tay một cái, trao quyền cho Thư Nhu. Kiếm Thanh Huyên khẽ run lên. Diệp Huyên cười nói, lại lần nữa. Thư Nhu gật đầu, sau đó lại đâm kiếm vào. Uỳnh. Vừa đâm vào, cấm chế trên cửa tháp bỗng tan thành mây khói. Thư Nhu lập tức chạy vào.
Diệp Huyên và Tần Quan cũng theo sát đằng sau. Khi vào trong tháp, Diệp Huyên và Tần Quan đều sửng sốt, bên trong tòa tháp bày đầy các loại chiến giáp và thần binh lợi khí. Nhìn thấy những thứ này, sắc mặt Diệp Huyên trở nên nghiêm túc. Khủng bố! Đây đều là thần khí tuyệt phẩm. Không một món nào là rác rưởi. Mà đúng lúc này, Tần Quan chợt lên tiếng, đây đều là của ta. Diệp Huyên nhìn về phía Tần Quan cười hì hì, của ta, đều là của ta. Nói xong, nàng ta dứt khoát lấy túi ra, định bụng cất hết vào. Biểu cảm của Diệp Huyên cứng đờ. Nhưng lúc này, sắc mặt Diệp Huyên bỗng thay đổi, hắn lập tức kéo Tần Quan về sau, đồng thời chỉ ngón tay ra, kiếm thanh huyên phóng lên tận trời. Uỳnh! Ánh sáng đen từ trên đỉnh đầu mọi người phủ xuống. Ầm ầm! Một luồng sức mạnh khủng khiếp đột nhiên bộc phát trong tòa tháp cao này, kiếm thanh huyên trực tiếp bị đánh bay trở về trước mặt Diệp Huyên, mà xung quanh, tất cả thần khí bị sóng xung kích chấn động lắc lư, nhưng lại không hề hư hại. Diệp Huyên ngẩng đầu nhìn lên, ngay tầng bên trên, nơi đó có một cô gái mặc chiến giáp màu đen đang đứng, cô gái buộc tóc đuôi ngựa cao, tay trái cầm mâu, tay phải cầm khiên, trông vô cùng ngầu. Nhìn thấy cô gái, Diệp Huyên nhíu mày, chẳng lẽ cô gái này cũng là linh của nơi này? Cô gái nhìn chằm chằm Diệp Huyên, ngươi là ai? Diệp Huyên nói, kiếm chủ nhân gian. Cô gái nhíu mày, chưa từng nghe thấy. Diệp Huyên nhìn cô gái, cô là linh của nơi này. Cô gái không một lời nói nhảm, đột nhiên hóa thành tia sáng đen xông về phía Diệp Huyên. Diệp Huyên cũng đột nhiên biến mất ngay tại chỗ. Bù! Tiếng kiếm reo vang vọng nơi này. Ầm ầm! Ánh sáng đen và ánh kiếm bùng nổ trong tháp, vô số sóng xung kích không ngừng chấn động ra ngoài, cả tòa tháp bắt đầu rung lắc dữ dội. Mà mấy người Tần Quan thì lùi ra bên ngoài tháp. Dầm! Đúng lúc này, một bóng người từ trong đó bay ra. Chính là cô gái kia. Tần Quan nhìn về phía cửa tháp, Diệp Huyên chậm rãi bước ra ngoài. Diệp Huyên nhìn cô gái nơi xa, vẻ mặt bình tĩnh, mà giờ phút này, trường mâu trong tay cô gái kia đã vỡ vụn. Cô gái nhìn chằm chằm Diệp Huyên, ánh mắt nàng ta đột nhiên rơi xuống kiếm thanh huyên trong tay Diệp Huyên, nàng ta nhăn mày lại, kiếm của người là kiếm gì? Diệp Huyên cười nói, kiếm thanh huyên. Cô gái tức giận nói, có dám không dùng kiếm này? Diệp Huyên cười lớn, có thể. Nói xong, hắn phất tay áo lên, kiếm thanh huyên bay tới trước mặt Thư Nhu bên cạnh. Thư Nhu vội vàng nhận lấy, nàng ta rất thích kiếm thanh huyên. Nhìn thấy Diệp Huyên không dùng kiếm, cô gái bỗng nhiên biến mất. Răng rắc. Thời không trước mặt Diệp Huyên đột nhiên vỡ ra, một thanh trường mâu đâm tới. Diệp Huyên nheo mắt nhìn, bất chợt đâm ra một kiếm. Kiếm nhân gian. Uỳnh. Cùng với một vùng kiếm quang bùng nổ, cô gái kia bị một kiếm này của Diệp Huyên đánh lùi ra xa mấy trăm trượng, mà khi nàng ta dừng lại, chợt có một kiếm đâm tới. Cô gái nheo mắt lại, vội vàng giơ khiên trong tay lên ngăn cản trước người. Ầm. Cùng với tiếng nổ vang dội, cô gái lại lùi nhanh về phía sau. Mà lúc này, Diệp Huyên bỗng nhiên biến mất, vèo, một luồng kiếm khí phá không bay tới. Nơi xa, sắc mặt cô gái chợt thay đổi, nàng ta lại cầm khiên chặn lại. Dầm, khi kiếm nhân gian chém tới, tấm khiên kia run rẩy kịch liệt, sức mạnh to lớn lại đánh cho cô gái liên tục lùi về phía sau. Mà đúng lúc này, Diệp Huyên nơi xa mở bàn tay ra, chỉ thoáng chốc, ngàn vạn thanh kiếm nhân gian hội tụ trong lòng bàn tay hắn, tiếp theo, hắn lại biến mất khỏi nơi này. Vèo! Một thanh kiếm bỗng đâm lên tấm khiên trong tay cô gái đang lùi về phía sau kia. Răng rắc! Tấm khiên rạn nứt, sức mạnh to lớn đánh cô gái bay ra ngoài mấy vạn trượng, mà nàng ta vừa dừng lại, tấm khiên trong tay lập tức tan thành mảnh nhỏ. Cùng lúc đó, một thanh kiếm dừng ngay giữa trán nàng ta. Cô gái nhìn Diệp Huyên trước mặt, ta thua rồi. Diệp Huyên thu kiếm trong tay lại, sau đó đi đến bên cạnh Tần Quan, hắn nhìn kiếm nhân gian trong tay, khẽ nói, ta phát hiện, dường như không có kiếm thanh huyên, ta vẫn có thể đánh. Tần Quan cười nói, đúng vậy. Diệp Huyên lắc đầu cười một tiếng. Không thể không nói, trận chiến này cũng khiến hắn hiểu được một chuyện, đó chính là, cho dù không dựa vào sắc bén của kiếm thanh huyên, Diệp Huyên hắn vẫn có thể đánh.
Tần Quan cười nói, về mặt kiếm đạo, bây giờ ngươi đã tự tin hơn lúc trước rồi. Diệp Huyên gật đầu, đúng vậy. Tần Quan nói, muốn vứt bỏ kiếm Thanh Huyên không? Diệp Huyên lập tức lắc đầu, không. Suốt cả chặng đường này, hắn đã thật sự có tình cảm với kiếm Thanh Huyên. Hơn nữa đây là kiếm Thanh Nhi chế tạo cho hắn, đương nhiên hắn sẽ không vứt bỏ. Điều hắn muốn làm là cố gắng khiến mình mạnh lên, không dựa vào kiếm Thanh Huyên nữa, chứ không phải là vứt bỏ kiếm Thanh Huyên. Dường như cảm nhận được suy nghĩ của Diệp Huyên, kiếm Thanh Huyên khẽ run lên, sau đó hóa thành một luồng kiếm quang bay vào trong tay Diệp Huyên. Diệp Huyên cười ha ha, khẽ vuốt ve kiếm Thanh Huyên. Lúc này, cô gái nơi xa lên tiếng, rốt cuộc các ngươi là ai? Diệp Huyên ngừng suy nghĩ, hắn nhìn về phía cô gái, cười nói, cô chính là Linh trong tháp này. Cô gái im lặng một chốc lát rồi nói, người có thể phá cấm chế vũ trụ do linh hồn của vũ trụ kia để lại. Diệp Huyên gật đầu, đúng vậy. Cô gái nhìn chằm chằm Diệp Huyên, người là ai? Diệp Huyên khẽ cười nói, người đời đều gọi ta là Kháo Sơn, à không phải, đều gọi ta là kiếm chủ nhân gian. Kiếm chủ nhân gian. Cô gái nhíu mày lại, nàng ta im lặng một lát rồi nói, các ngươi tới nơi này làm gì? Tiểu tinh linh lập tức nói, tới nơi này tìm bảo. Diệp Huyên vội vàng ngăn cản tiểu tinh linh, sau đó nghiêm mặt nói, bọn ta tới nơi này chỉ là để dạo chơi. Dạo chơi. Tiểu tinh linh chớp mắt nhìn, không phải tìm bảo. Diệp Huyên nghiêm mặt nói, chúng ta tới để dạo chơi, bảo bối chỉ là tiện thể, hiểu chưa? Tiểu tinh linh hoàn toàn choáng váng. Nghe thấy câu nói của Diệp Huyên và tiểu tinh linh, Tần Quan chỉ lắc đầu mỉm cười. Tiểu huyên tử này quá nhây. Ở phía xa, nữ tử kia vẫn nhìn Diệp Huyên chằm chằm nhưng không lên tiếng. Đúng lúc này, Diệp Huyên đột nhiên hỏi, cô nương, cô là linh của tòa tháp này à? Nữ tử gật đầu, binh linh. Binh linh. Diệp Huyên tỏ ra kinh ngạc, là linh được tòa tháp này sinh ra sao? Nữ tử khẽ gật đầu. Diệp Huyên khẽ nói như vậy thì cô cũng ở trong tòa tháp này lâu lắm rồi. Nữ tử gật đầu, ta cũng quên mất bản thân đã ở đây bao lâu rồi. Diệp Huyên mỉm cười, vậy cô có muốn rời đi cùng bọn ta không? Nữ tử nhìn Diệp Huyên, rời đi. Diệp Huyên gật đầu. Nữ tử trầm giọng, người có biết linh của vũ trụ không? Diệp Huyên khẽ gật đầu, tiểu tinh linh từng nhắc đến nó với ta rồi. Nữ tử nhìn Diệp Huyên chằm chằm, người có đánh được nó không? Diệp Huyên ngẫm nghĩ rồi đáp, có lẽ ta có thể thử xem sao. Nữ tử lắc đầu, người chỉ giỏi bốc phét. Diệp Huyên bật cười, cô có muốn rời đi không? Nữ tử gật đầu, muốn chứ. Diệp Huyên mỉm cười, vậy thì cứ đi cùng bọn ta, còn về phần linh của vũ trụ, đến lúc đó ta sẽ đàm phán cùng nó. Nữ tử chăm chú nhìn Diệp Huyên. Ngươi không thể đàm phán cùng nó được đâu. À không, nó sẽ không chịu đàm phán cùng ngươi đâu, với tính khí của nó sẽ thẳng tay lăng chỉ ngươi đến chết. Diệp Huyên đáp, ý của ta là, ta thay mặt người thân của ta đàm phán với nó. Nữ tử khẽ nhíu mày, thay mặt người thân của ngươi. Diệp Huyên gật đầu cười, đúng vậy, tiểu tinh linh đột nhiên kéo tay áo của Diệp Huyên, thì thầm hỏi, Diệp ca, người thân của ngươi ai cũng giỏi đánh đấm lắm à? Diệp Huyên nghiêm mặt, họ rất coi trọng lý lẽ đấy nhé. Tiểu tinh linh thoáng do dự, tỷ tỷ váy trắng không quan tâm đến lý lẽ lắm đâu. Tỷ ấy chỉ cho phép người gật đầu hoặc lắc đầu, mà cứ hễ lắc đầu là rơi đầu ấy. Biểu cảm của Diệp Huyên cứng đờ. Ở phía xa xa, nữ tử nhìn Diệp Huyên, ta đi cùng ngươi. Diệp Huyên mỉm cười, được. Nói rồi hắn xòe bàn tay, tiểu tháp xuất hiện ngay trong lòng bàn tay hắn. Ngay sau đó, tiểu tháp hút thần binh ở phía xa xa vào bên trong. Đúng lúc này, Tần Quan đột nhiên nói, của ta chứ? Diệp Huyên lắc đầu bật cười, là của cô hết. Những thứ này chỉ có thể phát huy tác dụng lớn nhất khi ở trong tay Tần Quan. Nghe được lời nói của Diệp Huyên, Tần Quan lập tức mím môi cười. Diệp Huyên nhìn về phía tòa tháp cách đó không xa, đi thôi. Đoàn người xuất phát về phía tòa tháp đó. Nhưng khi họ vừa đến cửa, một âm thanh đột nhiên vọng ra từ bên trong, cứu ta với. Nghe vậy, sắc mặt họ lập tức trở nên kỳ quặc.
tiếng kêu cứu. Diệp Huyên nhìn vào bên trong tòa tháp, âm thanh kia lại vang lên, lão đại ơi, xin hãy cứu ta với. Diệp Huyên bật cười, ngươi là. M thanh kia đáp lại, ta chính là Khâm Thiên Đạo, bị nhốt ở nơi này hàng trăm triệu năm rồi. Khâm Thiên Đạo. Diệp Huyên quay đầu nhìn tiểu tinh linh, tiểu linh lắc đầu, kẻ nào sống lâu hơn cả ta thì ta không biết đâu. Diệp Huyên bật cười lắc đầu, hắn bước tới cửa tòa tháp, ngươi là Khâm Thiên Đạo. Bên trong vang lên tiếng đáp lời, đúng vậy. Diệp Huyên hỏi, có thể tự giới thiệu được không? Khâm Thiên Đạo trầm ngâm trong thoáng chốc, thời còn trẻ, ta là thiên đạo của trời đất này, ta được linh của vũ trụ sáng tạo ra. Trong thời gian nó say giấc, ta thay nó cai quản vũ trụ và nhân gian. Diệp Huyên cảm thấy khó hiểu, vậy tại sao ngươi bị nó nhốt lại? Khâm Thiên Đạo im lặng. Diệp Huyên bắt đầu nhíu mày với vẻ không vui, không chịu nói à. Khâm Thiên Đạo mỉm cười ngượng ngập, chẳng phải nó vẫn luôn say ngủ sao? Thế rồi vũ trụ này vẫn luôn do ta cai quản, lâu dần, ta bắt đầu cảm thấy không cam tâm, sau đó ta dẫn dắt cường giả của một đại lục lúc ấy cùng nhau tạo phản, sau cùng không thành công, kết cục là thế này đây. Diệp Huyên cảm thấy nghẹn lời. Mẹ kiếp, ngươi còn tạo phản. Khâm Thiên Đạo tiếp tục nói, tất nhiên, phần nhiều là do ta không ưa cách hành xử của nó. Một nền văn minh trong vũ trụ, nó đòi hủy hoại là hủy hoại luôn, đúng là không có nhân tính. Diệp Huyên không hiểu, tại sao nó không giết ngươi. Khâm Thiên Đạo khẽ thở dài, ta cũng từng hỏi nó vấn đề này rồi, nó nói, nhốt ta ở đây tàn đời mãn kiếp mới là đau khổ nhất. Diệp Huyên khẽ đáp, nói như vậy thì nó rất hận ngươi nhỉ. Khâm Thiên Đạo thở dài lần nữa, không nói gì. Diệp Huyên hỏi, nếu ta cứu ngươi, ngươi có thể giúp gì cho ta? Khâm Thiên Đạo đáp, đánh nhau đấy thôi, bây giờ ta mà ra ngoài. Ngại trừ nó ra, chắc hẳn không có ai cản nổi một cú đấm của ta. Diệp Huyên bật cười, vậy ta không dám thả ngươi ra đâu. Tên này dám tạo phản linh của vũ trụ, nếu được thả ra, chắc hẳn người bị đấm đầu tiên là hắn. Tuy rằng hắn cũng chẳng sợ hãi gì, nhưng hắn sẽ không làm chuyện ngu xuẩn như vậy. Khâm Thiên Đạo khẽ thở dài, ta biết ngươi đang lo lắng điều gì, ta đảm bảo với ngươi, sau khi ra ngoài, ta tuyệt đối không làm bậy. Diệp Huyên lắc đầu, mỉm cười nhìn Tần Quan, chúng ta đi thôi. Tần Quan gật đầu. Mấy người họ đi về phía một tòa tháp khác. Khâm Thiên Đạo cuống quýt, đừng đi mà. Ta xin thề, ta thực sự không làm bậy, thật đấy. Diệp Huyên không hề có ý định dừng bước. Sau một thoáng trầm ngâm, Khâm Thiên Đạo đột nhiên hỏi, ta cho ngươi một chút thần hồn, ngươi thấy thế nào? Thần hồn. Diệp Huyên ngừng bước. Hắn quay đầu nhìn về phía tòa tháp kia, Khâm Thiên Đạo bèn nói tiếp, ngươi giúp ta gỡ bỏ phong ấn của nơi này, ta cho ngươi một chút thần hồn của ta, như thế ngươi có thể điều khiển ta. Diệp Huyên lắc đầu, không cần mấy thứ linh tinh đó. Thế này đi, sau khi ra ngoài, ngươi giúp ta 100 năm, 100 năm sau có thể tự rời đi. Ngươi cảm thấy thế nào? Khâm Thiên Đạo lặng im trong phút chốc, nếu ngươi muốn đánh nhau với linh của vũ trụ thì không cần đâu. Bởi vì chúng ta chắc chắn không thể đánh được nó. Diệp Huyên bật cười, không phải linh của vũ trụ, mà là thần linh. Nghe vậy, Khâm Thiên Đạo cảm thấy rất ngạc nhiên, đám thần linh kia vẫn còn ư. Diệp Huyên gặng hỏi, ở thời đại của các ngươi, thần linh đã tồn tại rồi sao? Khâm Thiên Đạo trầm giọng đáp, đã tồn tại rồi. Diệp Huyên hỏi tiếp, ngươi đã từng giao tranh với chúng chưa? Khâm Thiên Đạo đáp, từng giao tranh rồi, nhưng không phải quyết chiến, bởi vì trước khi chúng tấn công, linh của vũ trụ đã ra tay trước. Diệp Huyên khẽ nói, hóa ra là thế. Khâm Thiên Đạo trầm giọng đáp, nếu phải giúp ngươi đối phó với đám thần linh thì không thành vấn đề, ta có thể đồng ý. Diệp Huyên gật đầu, hắn xòe lòng bàn tay, kiếm Thanh Huyên đột nhiên bay ra, chém thẳng lên cánh cửa. Đùng! Cánh cửa ầm ầm vỡ nát. Đúng lúc này, một nam tử tóc dài đến vai mặc hắc y chậm rãi bước ra, từ vẻ bề ngoài, hắn ta ước chừng 40 tuổi, dung nhan tiểu tụy. Khâm Thiên Đạo. Sau khi bước ra ngoài, Khâm Thiên Đạo ngẩng đầu nhìn bầu trời, tham lam hít một hơi thật sâu, cuối cùng cũng được ra ngoài rồi. Nói xong, hai bàn tay hắn ta từ từ siết chặt,
một luồng khí tức đáng sợ từ trong cơ thể hắn ta bộc phát ra bên ngoài, chỉ trong nháy mắt đã khiến trời đất sôi trào. Đúng lúc này, tiểu tinh linh ở bên cạnh hỏi, người liều lĩnh thế, không sợ đánh thức linh của vũ trụ à? Nghe vậy, Khâm Thiên Đạo vội vàng thu hồi toàn bộ khí tức, mỉm cười ngượng ngùng. Hắn ta đột nhiên nhìn sang Diệp Huyên, đánh giá hắn một hồi, xin hỏi nên xưng hô với các hạ thế nào? Diệp Huyên bật cười, nhân gian chi chủ. Khâm Thiên Đạo khẽ gật đầu, kể từ bây giờ, ta sẽ đi theo ngươi 100 năm, 100 năm sau, ta khôi phục tự do, được chứ? Diệp Huyên gật đầu, đương nhiên rồi. Khâm Thiên Đạo bật cười, ngươi yên tâm, trên thế gian này, ngoại trừ linh của vũ trụ ra, những người khác, ta có thể đánh bại bằng một tay. Ha ha, treo lên đánh. Tiểu tinh linh nhìn Khâm Thiên Đạo, bỗng khịt mũi cười nhạt, đồ khoác lác. Nghe vậy, Khâm Thiên Đạo cười nói, tiểu tinh linh, ngươi quá nhỏ, không biết được thủ đoạn của ta cũng là lẽ thường. Tiểu tinh linh vẫn còn muốn nói gì đó thì Diệp Huyên bỗng xoa đầu nàng ta, rồi cười nói, chúng ta đi đến tháp tiếp theo đi. Tiểu tinh linh gật đầu, được. Nhóm người Diệp Huyên đi đến tháp thứ tư, lúc này, Khâm Thiên Đạo bỗng lên tiếng, Diệp tiểu hữu, kiếm của ngươi có thể cho ta mượn xem chút không? Diệp Huyên gật đầu, xòe tay, kiếm Thanh Huyên bay đến trước mặt Khâm Thiên Đạo. Khâm Thiên Đạo nhìn kiếm Thanh Huyên, sau đó, vẻ mặt hắn ta trở nên vô cùng nghiêm trọng, Diệp tiểu hữu, kiếm này là do ai tạo ra? Diệp Huyên cười nói, muội muội ta. Khâm Thiên Đạo nhíu mày, lệnh muội. Diệp Huyên gật đầu, đúng vậy. Khâm Thiên Đạo ngẫm nghĩ sau đó nói, lệnh muội rất lợi hại. Thực lực này, e rằng cũng không kém gì ta đâu. Diệp Huyên chớp mắt, không nói gì. Tiểu tinh linh lắc đầu, vốn cho rằng Diệp ca đã hay chém gió rồi. Ai ngờ, lại còn có người còn chém gió hơn cả Diệp ca. Lúc này, Diệp Huyên bỗng suy nghĩ trong lòng, kiếm Thanh Huyên hóa thành một luồng kiếm quang xuyên vào cổng tháp kia. Thoáng chốc, toàn bộ cấm chế vũ trụ đều bị phá vỡ. Thấy vậy, vẻ mặt Khâm Thiên Đạo lại trở nên cực kỳ nặng nề. Có thể phá được cấm chế vũ trụ. Kiếm này, rất lợi hại. Diệp Huyên không quan tâm đến Khâm Thiên Đạo, hắn dẫn theo Tần Quan và Thư Linh với cả binh linh đi vào trong tháp, vừa vào tháp, đập vào mắt là đầy rẫy những quyển sách màu đen. Nhìn thấy những thứ này, Diệp Huyên lập tức nhíu mày. Lúc này, Khâm Thiên Đạo đi vào, hắn ta nhìn xung quanh, sau đó thấp giọng nói, những thứ này đều là lịch sử của các văn minh. Diệp Huyên nhìn Khâm Thiên Đạo khẽ nói, từ khi linh vũ trụ ra đời, vùng vũ trụ này, đã trải qua ít nhất là 1000 lần luân hồi, mỗi lần luân hồi, đều đại diện cho sự suy sụp và hủy diệt của một văn minh. Còn những quyển sách này, ghi chép lại lịch sử của từng văn minh. Diệp Huyên có phần không hiểu, linh vũ trụ làm mấy thứ này làm gì? Khâm Thiên Đạo nói, sở thích của nó. Diệp Huyên nhíu mày, sở thích. Khâm Đạo Thiên gật đầu, mỗi một văn minh bị phá hủy, đều là kiệt tác của nó lưu lại những thứ này, có hai nguyên do, thứ nhất, là sở thích của nó, cũng là chiến lợi phẩm của nó. Thứ hai, nó cũng đang học tập, học văn minh võ đạo của từng văn minh. Diệp Huyên thấp giọng nói, nó còn học tập. Khâm Thiên Đạo khẽ gật đầu, lúc đại chiến lần thứ nhất, nó suýt nữa đã bị sinh linh của vùng vũ trụ này tiêu diệt, mà từ đó về sau, nó đã bắt đầu học tập. Nó hy vọng sẽ trở nên mạnh hơn, dù sao, thân là linh vũ trụ, bản thân nó cũng có kẻ thù. Diệp Huyên khẽ nói, kẻ thù của nó chính là linh vũ trụ của vũ trụ khác, đúng không? Khâm Thiên Đạo gật đầu, đúng vậy. Diệp Huyên im lặng. Khâm Thiên Đạo lắc đầu, thời đại này, vĩnh viễn đều như vậy, cá lớn nuốt cá bé tôm tép. Toàn bộ sinh linh, chỉ có hai mục đích, chính là sinh tồn. Diệp Huyên khẽ gật đầu, quả thực. Khâm Thiên Đạo nhìn xung quanh sau đó nói, nhưng mà, linh vũ trụ nơi này bây giờ cũng trở nên cực kỳ mạnh rồi. Bởi vì, nó đã hủy diệt hơn 1000 lần văn minh vũ trụ, cũng có nghĩa, nó đã tiến hóa hơn 1000 lần. Diệp Huyên nhíu mày, mỗi một lần nuốt chửng sinh linh vũ trụ, thì sẽ tiến hóa một lần. Khâm Thiên Đạo gật đầu, đúng. Diệp Huyên khẽ nói, nuốt chửng vạn vật vạn linh bồi bổ bản thân. Khâm Thiên Đạo cười nói, đúng vậy, đây chính là tu luyện chi đạo của linh vũ trụ, nếu bọn nó nuốt chửng những linh vũ trụ khác,
thì sẽ càng kinh khủng hơn. Nói rồi, hắn ta khẽ dừng lại rồi nói tiếp, năm đó, theo ta biết, những thần linh vũ trụ kia mà thật sự đáng sợ, nghe nói đã có đến vạn lần tu vi luân hồi, cũng có nghĩ, đối phương đã nuốt chửng ít nhất trên vạn lần sinh linh vũ trụ, nó nuốt chửng không phải sinh linh vũ trụ bản thân mình, mà là khiến sinh linh vũ trụ mình không ngừng giúp nó cướp đoạt vũ trụ khác, những tên này rất thông minh. Diệp Huyên cười nói, đúng thật. Khâm Thiên Đạo nhìn Diệp Huyên, chống lại thần linh, thật ra không đáng sợ đến vậy, đáng sợ chính là, gây chuyện với linh vũ trụ của vũ trụ bọn họ. Dưới tình huống bình thường, một linh vũ trụ nhắm vào linh vũ trụ khác, thì sinh linh vũ trụ bị nhắm vào sẽ cùng xuất hiện giúp đối phó. Nhưng sinh linh vũ trụ vùng vũ trụ này của chúng ta chắc chắn sẽ không xuất hiện giúp người đối phó, cho dù xuất hiện cũng không có tác dụng gì. Diệp Huyên khẽ cười, trước tiên không cần quan tâm đến mấy chuyện này. Nói rồi, hắn nhìn xung quanh, sau đó xòe tay, tháp nhỏ xuất hiện trong tay hắn, tiếp đó, hắn đưa toàn bộ tòa tháp vào trong tháp nhỏ. Hiện tại đương nhiên hắn không đi tìm hiểu văn minh trước kia của thế gian này, hiện tại hắn chỉ muốn kiếm chút tiền, kiếm chút trang bị, sau đó chống lại thần linh. Còn về linh vũ trụ, chỉ có thể tạm thời bỏ qua. Nhìn thấy tháp nhỏ của Diệp Huyên, ánh mắt Khâm Thiên Đạo bỗng có chút kinh ngạc, Diệp Tiểu Hữu, tháp nhỏ này của ngươi rất đặc biệt nhỉ. Diệp Huyên khẽ cười, sau đó cất tháp nhỏ đi. Khâm Thiên Đạo quan sát Diệp Huyên, sau đó nghiêm túc nói, Diệp Tiểu Hữu không hổ là người chủ nhân bút đại đạo chọn, quả nhiên không đơn giản. Nghe vậy, Diệp Huyên bỗng có chút kinh ngạc, người cũng biết chủ nhân bút đại đạo. Khâm Thiên Đạo gật đầu, đương nhiên biết, y rất nổi danh, ở thời đại của ta, chỉ có người này mới có thể đấu được với thủ đoạn của linh vũ trụ, năm đó chúng ta còn mời y cùng chống lại linh vũ trụ, nhưng y lại từ chối. Diệp Huyên nhíu mày, từ chối. Khâm Thiên Đạo gật đầu, từ chối rồi. Đương nhiên, cuối cùng kết quả chứng minh, y từ chối là chính xác, bởi vì chúng ta đã đánh giá thấp thực lực của linh vũ trụ kia, quả thực là sự tồn tại khó giải. Một suy nghĩ của nó, cũng đã đe dọa đến vũ trụ, cao thủ bình thường trực tiếp chết ngay tại chỗ, chưa cần nói gì đến tự nó ra tay, dù là một vài định luật vũ trụ và pháp tắc vũ trụ của nó, thì cao thủ bình thường hoàn toàn không thể phá giải. Vẻ mặt Diệp Huyên bình tĩnh, nếu tiền bối giao đấu với linh vũ trụ kia, thì có mấy phần thắng. Khâm Thiên Đạo lắc đầu, không. Diệp Huyên hỏi, một phần cũng không có. Khâm Thiên Đạo gật đầu, một phần cũng không có. Diệp Huyên khẽ gật đầu, hiểu rồi. Ngay lúc này, Khâm Thiên Đạo như nghĩ đến gì đó, hắn ta nhíu mày, Diệp Tiểu Hữu, ngươi quang minh chính đại lấy bảo vật của linh vũ trụ như vậy, chẳng lẽ ngươi không sợ nó phục thù sao? Nói rồi, vẻ mặt hắn ta dần trở nên nghiêm trọng. Diệp Huyên chớp mắt, phục thù. Khâm Thiên Đạo gật đầu, thấp giọng nói, đúng vậy. Những thứ này đều là ân sô gom góp cả đời, ngươi lấy đi như vậy, chắc chắn nó sẽ báo thù ngươi. Diệp Huyên nghiêm túc nói, ta đây không phải là lấy cho bản thân ta đâu. Khâm Thiên Đạo nhíu mày, không lấy cho ngươi. Diệp Huyên nghiêm túc nói, đúng vậy, mấy thứ này ta đều là lấy giúp cho muội muội ta, nếu nó có vấn đề gì có thể đi tìm muội muội ta. Vẻ mặt Khâm Thiên Đạo bỗng chốc trở nên kỳ quái, Diệp Tiểu Hữu, ta nói cho ngươi biết, linh vũ trụ này không phải tầm thường, nó có thể cảm nhận được mọi thứ, kể cả quá khứ hiện tại tương lai, nếu nó muốn giết muội muội ngươi có trốn ở đâu cũng vô dụng. Có thể nói, chỉ cần một suy nghĩ của nó, thì muội muội ngươi sẽ tan thành mây khói. Diệp Huyên gật đầu, không sao. Dù sao người nó nhắm vào là muội muội ta, không phải ta, ta không sợ. Nghe vậy, Khâm Thiên Đạo bỗng nhíu chặt mày, mẹ nó, tên này đúng là người tàn nhẫn mà. Ngay cả muội muội mình mà cũng gài. Nhưng nhìn vẻ mặt Diệp Huyên, hắn ta cảm thấy, chuyện này có thể không đơn giản như vậy, tên này có khả năng có gì đó giấu mình. Chẳng lẽ muội muội tên này đánh nhau rất giỏi? Nhưng có đánh giỏi thế nào? Thì có thể đánh được linh vũ trụ hay sao? Khâm Thiên Đạo lắc đầu thở dài, chuyện này căn bản là không thể. Diệp Huyên khẽ cười, cũng không nói gì, dẫn theo Tần Quan đi đến tòa tháp thứ 5. Hiện tại thật sự hắn có chút mong chờ trong hai tòa tháp cuối cùng sẽ có gì đó. Linh vũ trụ này cất giữ, đều không phải vật tầm thường. Lần này đến thật sự rất đáng. Thu được lợi lớn.
thoải mái. Rất nhanh sau đó, mọi người đã đến trước tòa tháp thứ 5, Diệp Huyên đi đến cổng tháp kia, xòe tay, kiếm Thanh Huyên bay ra, trực tiếp chém vào phong ấn kia. Bù! Phong ấn kia lập tức bị phá vỡ, cổng tháp mở ra. Diệp Huyên đi vào trong tháp, bên cạnh hắn, Tần Quan vội dùng túi tiền mình rồi đi theo. Vừa vào trong tháp, nhóm người Diệp Huyên bỗng chốc đều sững sờ. Trong tòa tháp, là một thế giới. Nhóm người Diệp Huyên nhìn nhau ngơ ngác. Diệp Huyên nhìn xung quanh rất nhanh sau đó, vẻ mặt hắn đã thay đổi, bởi vì hắn phát hiện, linh khí thế giới này so với bên ngoài còn tinh khiết hơn gấp nghìn lần. Nghìn lần. Đây là khái niệm gì? Lúc này, Tần Quan bỗng lên tiếng, dưới đất. Diệp Huyên nheo mắt, hắn nhìn xuống dưới đất, ánh mắt hắn lập tức nhìn xuyên sâu xuống dưới đất, sau đó, vẻ mặt hắn bỗng chốc trở nên cực kỳ nghiêm trọng. Linh mạch. Sâu dưới lòng đất, có vô số linh mạch đang ngủ say. Hơn nữa, đều là linh mạch cấp bậc cực kỳ cao. Mà lúc này, Tần Quan cũng phát hiện ra những linh mạch ngủ say kia, vẻ mặt nàng ta cũng trở nên cực kỳ nghiêm trọng. Dưới những linh mạch đang ngủ say này, còn có vô số linh tinh vô biên vô tận, loại linh tinh có màu sắc khắp mình, mỗi một miếng đều lớn cỡ chừng miếng dưa hấu. Tần Quan bỗng chốc phấn khích, nàng ta vội kéo cánh tay Diệp Huyên rồi nói, may mau, đưa tháp nhỏ cho ta. Diệp Huyên ngây người, sau đó vẫn đưa tháp nhỏ cho Tần Quan nhận lấy tháp nhỏ, dưới ánh nhìn kinh ngạc của mọi người, nàng ta đưa cả tòa tháp vào trong tháp nhỏ. Mọi người đều im lặng. Tần Quan đang định bỏ tháp nhỏ vào trong túi vải, nhưng nghĩ đến gì đó, nàng ta do dự rồi nhìn Diệp Huyên, cứ đưa cho ngươi trước vậy. Nói rồi, nàng ta đưa tháp nhỏ cho Diệp Huyên. Diệp Huyên im lặng. Cái này hình như vốn là của ta mà. Lúc này, Tần Quan bỗng vui vẻ nói, có khoản tiền này, chúng ta có thể tạo ra nhiều vũ khí siêu cấp hơn rồi. Diệp Huyên cười nói, đúng vậy. Không thể không nói. Lần này đúng là phát tài rồi. Hắn và Tần Quan vốn dĩ rất thiếu tiền, bây giờ đã có được nhiều như vậy, thật sự quá thoải mái. Lúc này, Khâm Thiên Đạo kia thấp giọng nói, ta nghĩ, các ngươi làm như vậy, linh vũ trụ kia sẽ rất tức giận, nó sẽ giết chết các ngươi. Các ngươi thật sự không sợ nó chút nào sao? Tần Quan lắc đầu, không sợ. Khâm Thiên Đạo không hiểu, tại sao? Tần Quan nhìn Diệp Huyên, ngươi nói đi. Diệp Huyên ngẫm nghĩ rồi nói, ta lấy giúp muội muội ta. Khâm Thiên Đạo nhìn Diệp Huyên chằm chằm, nhân quả này, sợ rằng muội muội ngươi không gánh được đâu. Diệp Huyên gật đầu, đó là chuyện của nàng ta. Khâm Thiên Đạo lập tức nhíu mày, ngươi cũng quá nhẫn tâm rồi đó. Ngươi bẫy muội muội ngươi như vậy, ngươi. Tiểu Tinh Linh ở bên cạnh bỗng lên tiếng, Diệp ca không phải đang bẫy muội muội hắn, mà là đang bẫy linh vũ trụ. Nghe vậy, Khâm Thiên Đạo có phần không hiểu. Tiểu Tinh Linh vẫn còn muốn nói gì đó, Diệp Huyên chợt nhẹ nhàng vỗ đầu nàng ta, cười nói, đi, chúng ta đến tòa tháp cuối cùng. Tiểu Tinh Linh đảo mắt. Diệp Huyên đi đến tòa tháp cuối cùng, Tần Quan cũng vội vàng đi theo. Đoàn người đi đến trước tòa tháp cuối cùng, Diệp Huyên xòe tay, kiếm Thanh Huyên lập tức hóa thành một luồng kiếm quang chém vào phong ấn trên cửa. Bù! Phong ấn cấm chế kia chớp mắt đã biến mất không dấu vết. Diệp Huyên đi vào trong tòa tháp, mà ngay lúc này, Khâm Thiên Đạo ở bên cạnh chợt nói, đợi đã. Diệp Huyên nhìn Khâm Thiên Đạo nhìn tòa tháp kia chằm chằm, rút. Rút. Diệp Huyên nhíu mày, có chút ngờ vực, nhưng sau đó, hắn bỗng nheo mắt, ngay lúc này, trong tòa tháp bỗng có một luồng huyết quang phóng ra. Ánh mắt Khâm Thiên Đạo bỗng trở nên hung hăng. Hắn ta bước lên trước một bước, tay phải vung ra, một luồng sức mạnh kinh người bỗng lao ra. Ầm ầm, Khâm Thiên Đạo bỗng chốc bị đẩy lùi cả vạn trượng. Mà lúc này, luồng huyết quang kia lập tức lao về phía Diệp Huyên. Diệp Huyên nheo mắt, kiếm Thanh Huyên trong tay lập tức bay ra, đồng thời, kiếm ý nhân gian vô biên bỗng từ trong thân thể hắn tuôn ra như thác lũ, sau đó bắn thẳng về phía trước. Ầm ầm, tiếng nổ vang vọng khắp nơi. Lúc này toàn bộ kiếm nhân gian của Diệp Huyên lập tức bị đánh bay cả mấy nghìn trượng, còn kiếm Thanh Huyên dẫn đầu cũng bị luồng sáng đỏ kia ép lùi liên tục, chớp mắt đã lùi đến trước mặt Diệp Huyên. Ánh mắt Diệp Huyên bỗng trở nên nặng nề, hắn bước lên trước một bước,
tay phải lập tức nắm lấy kiếm Thanh Huyên, đồng thời, vô số kiếm ý nhân gian lại lao ra, không chỉ vậy, mà lúc này, hắn còn trực tiếp sử dụng huyết mạch chi lực. Kiếm Thanh Huyên bỗng chốc biến thành màu đỏ máu. Ầm. Ngay lúc này, luồng sức mạnh kinh người bỗng bùng nổ trước mặt Diệp Huyên, làn sóng mạnh mẽ thoáng chốc đã chấn động cả đất trời. Diệp Huyên không lùi một bước. Mà luồng huyết quang kia cũng không hề bị đẩy lùi. Rằng co căng thẳng. Ngay lúc ấy, trong tháp kia bỗng vang lên tiếng bước chân. Thấy vậy, Tần Quan ở bên cạnh bỗng nhíu mày. Lúc này, Diệp Huyên bỗng bước lên trước một bước, vừa bước ra, một luồng kiếm ý nhân gian mạnh mẽ bỗng bùng nổ từ trong thân thể hắn, kiếm ý hùng mạnh trực tiếp đẩy lùi luồng huyết quang kia, nhưng lúc này, một tàn ảnh đột nhiên lao ra từ trong tòa tháp, sau đó, một bàn tay trắng mịn như ngọc trực tiếp điểm vào kiếm Thanh Huyên. Rầm. Thời không xung quanh lập tức vỡ vụn, Diệp Huyên bỗng chốc bị đánh bay cả vạn trượng. Sau khi dừng lại, Diệp Huyên lại trở nên phấn khích hơn. Cuối cùng cũng có một cao thủ xuất hiện. Diệp Huyên nhìn phía xa, ở vị trí ban đầu của hắn, có một cô gái đang đứng, cô gái mặc váy dài màu tím nhạt, chân trần, gương mặt như tranh vẽ, ngũ quan tinh xảo không chút khuyết điểm, đáng chú ý nhất chính là tóc của nàng ta, đều là màu đỏ. Cô gái nhìn Diệp Huyên chằm chằm, vẻ mặt bình tĩnh. Diệp Huyên nhìn tay cô gái, hắn phát hiện, tay cô gái lại không hề bị thương. Châu bò. Kiếm Thanh Huyên cứng cáp như vậy mà cũng không bị thương. Hơn nữa, còn là kiếm Thanh Huyên sau khi nâng cấp. Diệp Huyên khẽ nhếch miệng, sau đó, hắn bỗng nhiên biến mất. Ở phía xa, cô gái tóc đỏ đột nhiên đánh mạnh một quyền. Ầm. Một vùng kiếm quang bỗng nổ tung, Diệp Huyên bị đẩy lùi mấy vạn trượng, còn cô gái kia thì đứng bất động tại chỗ, nàng ta nhìn Diệp Huyên chằm chằm, đột nhiên, nàng ta vung tay, dựng thẳng ngón trỏ, sau đó khẽ ngoắc hắn. Khiêu khích. Diệp Huyên đột nhiên nở nụ cười. Thật là một cô gái lợi hại. Không thể không nói, cho đến hiện tại đây là người thứ hai dưới tam kiếm có thể chống lại kiếm Thanh Huyên. Diệp Huyên bước lên trước, một bước này bước ra. Thời không trước mặt cô gái tóc đỏ đột nhiên vỡ ra, ngay sau đó, một thanh kiếm trực tiếp giết đi ra. Cô gái tóc đỏ vẻ mặt bình tĩnh, chỉ tay một cái. Ầm. Kiếm Thanh Huyên của Diệp Huyên bị buộc dừng lại tại chỗ. Nhưng vào lúc này, lại một thanh kiếm giết tới. Kiếm nhân gian. Mà thanh kiếm này thế nhưng lại trực tiếp biến mất vào trong kiếm Thanh Huyên. Ông. Một tiếng kiếm chợt vang vọng lên trong trời đất. Ầm. Cô gái tóc đỏ liên tục lùi xa cả nghìn trượng, nhưng ngay sau đó, nàng ta đột nhiên lao về phía trước, đánh một quyền ra. Bịch. Một quyền này xuất ra, vô số kiếm quang bị đẩy lui, mà Diệp Huyên cũng lùi về vị trí ban đầu. Sau khi dừng lại, Diệp Huyên nhìn về phía xuống tay phải của mình, tay phải hắn hơi run, hơn nữa xuất hiện vô số vết nứt. Diệp Huyên ngẩng đầu nhìn cô gái tóc đỏ, nhưng mà tay phải cô gái tóc đỏ lại không hề bị sao cả. Diệp Huyên cau mày. Lợi hại như vậy sao? Cô gái tóc đỏ nhìn Diệp Huyên, đánh tiếp. Đánh tiếp. Diệp Huyên cười nói, được. Vừa dứt lời, hắn bước lên phía trước, chỉ trong nháy mắt, không gian trước mặt cô gái tóc đỏ lập tức vỡ ra, một thanh kiếm bay ra. Cô gái tóc đỏ bỗng nhiên mở lòng bàn tay ra. Sau đó áp mạnh. Ầm. Đột nhiên, vô số phù văn màu đỏ máu xuất hiện ở không gian trước mặt nàng ta, mà khi kiếm Thanh Huyên tiến vào khoảng không gian phù văn màu đỏ máu, một lực lượng khủng bố trực tiếp trấn áp kiếm Thanh Huyên tại chỗ. Trấn áp. Xa xa, Diệp Huyên nhìn thấy một màn này, đồng tử chợt co rụt lại. Sao có thể như thế? Mà lúc này, cô gái tóc đỏ đột nhiên phất tay áo lên. Ầm. Không gian thoát phá, kiếm Thanh Huyên bay đến trước mặt Diệp Huyên. Cô gái tóc đỏ nhìn Diệp Huyên, hình như người rất kinh ngạc. Diệp Huyên gật đầu, phải. Cô gái tóc đỏ liếc nhìn kiếm Thanh Huyên trong tay Diệp Huyên, sau đó nói, thanh kiếm này của ngươi là thanh kiếm mạnh nhất mà ta từng gặp. Người tạo ra kiếm này, tuyệt đối là thiên hạ vô địch, ta vẫn kém xa, nhưng... Nói xong, nàng ta nhìn về phía Diệp Huyên, thực lực của ngươi vẫn còn có chút khiếm khuyết. Diệp Huyên suy nghĩ, sau đó nói, sao cô có thể trấn áp nó?
Cô gái tóc đỏ mở lòng bàn tay ra, sau đó nắm chặt lại, trời đất đột nhiên vỡ ra. Diệp Huyên vẻ mặt nghiêm túc, cô gái tóc đỏ nhìn chằm chằm Diệp Huyên, lực lượng thuần túy. Lực lượng thuần túy do ta tự mình tu luyện ra, không bất kỳ ngoại lực nào thêm vào, kiếm của ngươi, là phá quy tắc, nhưng không có công năng phá lực lượng thuần túy này. Lực lượng thuần túy. Diệp Huyên trầm lặng. Cô gái tóc đỏ đột nhiên đánh một quyền ra. Sắc mặt Diệp Huyên ngay lập tức thay đổi, giơ ngang kiếm ra chắn. Bịch. Diệp Huyên lập tức lùi về sau cả vạn trượng. Khi Diệp Huyên dừng lại, cánh tay của hắn trực tiếp nứt rách, máu tươi từ từ chảy ra ra. Cô gái tóc đỏ nhìn chằm chằm Diệp Huyên, không nói gì, nàng ta đột nhiên lao về phía trước, trong nháy mắt, nàng ta xuất hiện ở trước mặt Diệp Huyên, Diệp Huyên nhíu mày, hắn đâm kiếm ra. Suy. Kiếm quang lóe sáng. Nhưng mà ngay sau đó, hắn lại sửng sốt, bởi vì kiếm thanh huyên của hắn thế nhưng bị tay phải của cô gái tóc đỏ nắm chặt. Đồng tử mắt Diệp Huyên chợt co rụt lại, mà lúc này, cô gái tóc đỏ đột nhiên dùng sức, nàng ta thế nhưng có thể rút kiếm thanh huyên của Diệp Huyên ra, sau đó phất tay áo, một lực lượng khủng bố thổi quét về phía Diệp Huyên. Diệp Huyên kinh hãi, hắn nắm chặt hai tay, vô số kiếm ý nhân gian tràn ra từ trong cơ thể hắn. Giờ phút này, Diệp Huyên trực tiếp bị lùi xa mấy vạn trượng. Sau khi hắn dừng lại, toàn thân hắn nứt nẻ, máu tươi bắn tung tóe. Nhưng mà, kiếm ý nhân gian của hắn vẫn chưa tan mất. Tại chỗ, Diệp Huyên vẻ mặt kinh hãi. Cô gái này thật khủng bố. Lúc này, cô gái kia đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Diệp Huyên, sắc mặt Diệp Huyên thay đổi, mà cô gái lại trả lại kiếm cho hắn. Diệp Huyên sửng sốt. Cô gái tóc đỏ nhìn Diệp Huyên, người có kiếm này, uy lực một quyền của ta khiến ngươi lui vạn trượng, người không có kiếm này, uy lực một quyền của ta khiến ngươi lui mấy vạn trượng. Người không có kiếm mới là người thuần túy nhất, bản thân thuần túy. Diệp Huyên nhìn kiếm thanh huyên trước mặt, trầm ngâm không nói. Cô gái tóc đỏ tiếp tục nói, kiếm đạo của ngươi tự thành một phái, kiếm ý vô cùng mạnh mẽ, cho dù là ở thời đại của ta, cũng là kiếm tu đỉnh cấp nhất, nhưng ngươi vẫn chưa đủ thuần túy. Nói xong, nàng ta dừng một chút, lại nói, không phải là muốn ngươi buông bỏ thanh kiếm này, mà là ngươi cần hiểu được sự chênh lệch giữa khi ngươi cầm kiếm và khi không cầm kiếm, ngươi phải biết được thực lực thực sự của chính mình, nếu không, ngươi rất khó có thể tăng lên. Diệp Huyên khẽ gật đầu, ta hiểu rồi, cảm ơn. Nói xong, hắn thu hồi kiếm thanh huyên. Cô gái tóc đỏ lắc đầu, không cần cảm ơn, ngươi đã cứu ta. Ân tình này lớn hơn nhiều so với những gì ta giúp ngươi. Diệp Huyên cười nói, xưng hô như thế nào? Cô gái tóc đỏ nói, Hồng Trần. Hồng Trần. Diệp Huyên hơi ngẩn người, cái tên này rất đặc biệt. Ngươi là Hồng Trần. Mà một bên, Khâm Thiên Đạo chợt kinh hãi nói. Cô gái tóc đỏ quay đầu nhìn về phía Khâm Thiên Đạo, ngươi biết ta. Khâm Thiên Đạo trầm giọng nói, ta không biết ngươi. Nhưng ta từng nghe nói qua về ngươi. Cô gái tóc đỏ nhíu mày, nghe nói về ta. Khâm Thiên Đạo nhìn chằm chằm Hồng Trần, năm đó khi chúng ta chiến đấu với Linh Vũ Trụ, nó từng nói qua một câu, nói chúng ta so với Hồng Trần còn kém hơn rất nhiều. Hồng Trần nhẹ giọng nói, Linh Vũ Trụ, nó hiện tại hẳn là đã càng mạnh hơn rồi. Khâm Thiên Đạo gật đầu, đúng vậy. Hồng Trần khẽ gật đầu, sau đó nói, vậy thì có chút khó giải quyết rồi. Diệp Huyên đột nhiên nói, Hồng Trần cô nương, sau khi cô ra ngoài, có tính toán gì không? Hồng Trần suy nghĩ, sau đó nói, chạy thoát thân trước. Diệp Huyên biểu cảm cứng đờ. Hồng Trần nghiêm túc nói, Linh Vũ Trụ quả thật khó có thể đối phó, vị công tử này, người thu hết bảo bối của nó rồi. Ta cảm thấy, nó có lẽ sẽ rất tức giận. Khâm Thiên Đạo ở một bên đột nhiên nói, hắn nói để muội muội của hắn gánh. Hồng Trần ngây cả người, sau đó nhìn về phía Diệp Huyên, chính là người tạo ra kiếm này. Diệp Huyên gật đầu. Hồng Trần trầm ngâm không nói, không biết suy nghĩ cái gì. Một bên Khâm Thiên Đạo lắc đầu thở dài, ngươi hại muội muội rồi. Diệp Huyên cười cười, không nói gì. Hồng Trần bỗng nhiên nhìn về phía Khâm Thiên Đạo, ngươi cảm thấy muội muội của hắn không thể chiến đấu với Linh Vũ Trụ sao? Khâm Thiên Đạo nhíu mày, ngươi có ý gì?
Hồng Trần lắc đầu, thứ lỗi cho ta nói thẳng, ngươi quá yếu. Sắc mặt Khâm Thiên Đạo nhất thời tối sầm xuống, ngươi đừng dùng lời cay độc đả thương người. Hồng Trần khẽ lắc đầu, ta không vô vị đến mức dùng lời cay độc đả thương ngươi, ta nói chính là sự thật. Khâm Thiên Đạo trầm giọng nói, muội muội của hắn có thể tạo ra thần kiếm như này, khẳng định không phải người bình thường, nhưng nếu nói nàng có thể chiến một trận với Linh Vũ Trụ, thì có đánh chết ta cũng không tin. Hồng Trần nhìn Khâm Thiên Đạo, không nói lời nào. Khâm Thiên Đạo nhíu mày, người đây là có ý gì? Hồng Trần thấp giọng thở dài, sự hùng mạnh của thanh kiếm này vượt xa sự tưởng tượng của ngươi. Khâm Thiên Đạo trầm giọng nói, ta thừa nhận, thanh kiếm này quả thật rất mạnh, nhưng là, Linh Vũ Trụ tuyệt đối là sự tồn tại vô địch. Hồng Trần đột nhiên đánh một quyền ra. Ầm. Trong nháy mắt Khâm Thiên Đạo bị đánh bay xa mấy vạn trượng. Hồng Trần bình tĩnh nói, yếu, thì đừng có nói chuyện. Diệp Huyên. Diệp Huyên nghe thấy lời Hồng Trần nói, lắc đầu cười, không thể không nói, cô nương này là thật dũng mãnh. Mà xa xa sắc mặt Khâm Thiên Đạo cũng vô cùng nghiêm túc. Năm đó hắn ta cũng là người ít có địch thủ trên thế gian, mà giờ phút này, hắn ta lại phát hiện, lực lượng của Hồng Trần quả thật khủng bố, hắn ta căn bản không thể chống lại nàng ta. Quả nhiên là núi cao còn có núi cao hơn, người giỏi còn có người giỏi hơn. Lúc này, Hồng Trần đột nhiên nói, ta phải đi rồi. Diệp Huyên nhìn về phía Hồng Trần, đi. Hồng Trần gật đầu, muốn đi xem một chút. Diệp Huyên suy nghĩ, sau đó nói, Hồng Trần cô nương, ta đang đối kháng lại thần linh, cô có thể ở lại giúp một chút không? Hồng Trần nhíu mày, thần linh. Diệp Huyên gật đầu, đúng vậy, hiện giờ, thần linh kéo nhau trở lại, vũ trụ này gặp nguy hiểm. Nếu cô nương không có nơi khác để đi, có thể ở lại giúp ta một tay không? Hồng Trần suy nghĩ, sau đó nói, công tử, lệnh muội không ở vũ trụ này. Diệp Huyên gật đầu. Hồng Trần trầm lặng một lát, sau đó nói, công tử, thứ cho ta nói thẳng, lệnh muội không ra tay, người sợ là khó có thể chống lại những thần linh này. Diệp Huyên nhíu mày, nói như thế nào? Hồng Trần nghiêm túc nói, những thần linh này rất không đơn giản, năm đó ta từng tiếp xúc qua với bọn họ, thế giới của bọn họ đối với thế giới của chúng ta hoàn toàn là áp chế duy độ, chúng ta đánh nhau với bọn họ gần như là không có khả năng thắng. Diệp Huyên cười nói, ta biết, ta đã từng giao đấu với bọn họ đều có bất tử chi thân, quả thật rất đau đầu, nhưng cũng không thể ngồi chờ chết đi. Hồng Trần đột nhiên chỉ kiếm thanh huyên của Diệp Huyên. Người tạo ra thanh kiếm này hẳn là có thể thật sự giết chết những thần linh này. Diệp Huyên gật đầu, ta biết, nhưng mà, ta không muốn để nàng ra tay. Hồng Trần nhíu mày, rất nhanh, dường như nghĩ đến điều gì, nàng ta trầm giọng nói, Diệp công tử là muốn vượt qua chính mình. Diệp Huyên có hơi kinh ngạc. Cô gái này thoạt nhìn có vẻ tùy tiện, kỳ thực tâm tư vô cùng tinh tế. Hồng Trần lại nói, ta hiểu rồi. Diệp Huyên nghiêm túc nói, Hồng Trần cô nương, ý của cô thế nào? Hồng Trần im lặng. Diệp Huyên cười nói, nếu như khó xử, vậy. Nói xong, hắn dừng lại một chút, lại nói, vậy giúp ta 100 năm, 100 năm sau, cô nương liền có thể rời đi, thế nào? Nghe vậy, Khâm Thiên Đạo ở một bên biểu cảm lập tức cứng đờ. Mẹ nó! Ta còn nghĩ người muốn nói nếu là khó xử, vậy thì thôi. Hồng Trần nghe những lời Diệp Huyên nói, lắc đầu cười, Diệp công tử, lời nói này của ngươi dọa ta giật cả mình. Diệp Huyên cười nói, ta quả thật rất cần sự trợ giúp của cô nương. Đây là một cao thủ, bất luận như thế nào cũng không thể để nàng ta đi. Hồng Trần suy nghĩ, sau đó nói, Diệp công tử, ngươi có thể giúp ta một chuyện không? Diệp Huyên có chút tò mò, chuyện gì? Hồng Trần trầm giọng nói, ta muốn trở về cố hương. Mà nơi đó đã bị Linh Vũ Trụ phong ấn. Kiếm của ngươi có thể giải trừ phong ấn, ngươi có bằng lòng giúp ta giải phong ấn không? Diệp Huyên cười nói, đương nhiên sẵn lòng. Hồng Trần mỉm cười, cảm ơn. Diệp Huyên nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó nói, chúng ta hiện tại đi luôn đi. Hồng Trần gật đầu, được. Diệp Huyên nhìn về phía Tần Quan nói, đưa tháp của ngươi cho ta phải về tạo đàn. Tạo đàn. Diệp Huyên lắc đầu cười, hắn mở lòng bàn tay ra,
Tiểu Tháp bay đến trước mặt Tần Quan, Tần Quan cười nói, đợi tin tức tốt của ta. Nói xong, hắn nhìn về phía Tiểu Tinh Linh, Thư Nhu và Binh Linh, các ngươi đi theo ta, hay là... Thư Nhu chỉ Tiểu Tháp, ta vào trong kia. Binh Linh cũng vội vàng nói, ta cũng vào trong kia. Hiển nhiên, đều muốn ở bên trong tu luyện. Tần Quan nhìn về phía Khâm Thiên Đạo kia, Khâm Thiên Đạo trầm giọng nói, ta cũng vào Tiểu Tháp. Tiểu Tinh Linh chớp chớp mắt, sau đó bay đến bên cạnh Diệp Huyên, ta đi chơi cùng ca ca. Tần Quan cười nói, được. Nói xong, nàng ta sau khi thu đoàn người vào trong Tiểu Tháp, đang định rời đi, làm như nghĩ đến cái gì, nàng ta đi đến trước mặt Diệp Huyên, sau đó lấy ra một chiếc nhẫn chứa đổ đưa đến trước mặt Diệp Huyên, cái này cho ngươi. Diệp Huyên nhìn thoáng qua nhẫn chứa đồ, trong nhẫn chứa đồ có hơn 100 vạn linh nguyên. Diệp Huyên nhìn về phía Tần Quan cười nói, đàn ông phải có chút tiền trên người mới được. Nói xong, nàng ta xoay người lóe sáng, trực tiếp biến mất tại chỗ. Diệp Huyên có chút nghi hoặc, tiểu quan này hình như vẫn luôn không đánh nhau, nhưng lại có thể đi lại tự do trong vũ trụ. Quả thật kỳ lạ. Lúc này, Hồng Trần ở một bên đột nhiên nói, Diệp công tử, vị cô nương này không đơn giản đâu. Diệp Huyên nhìn về phía Hồng Trần, nói như thế nào? Hồng Trần trầm giọng nói, nàng ta mang đến cho ta một cảm giác nguy hiểm. Diệp Huyên lắc đầu cười, nàng ta nói nàng ta chưa từng tu luyện. Hồng Trần lắc đầu, nàng ta tu luyện. Diệp Huyên trầm giọng nói, nhưng ta không thể cảm nhận được chút khí tức nào của nàng ta. Hồng Trần nhẹ giọng nói, nàng ta có tu luyện. Diệp Huyên cau mày lại, Hồng Trần nhẹ giọng nói, hơn nữa, thiên phú của cô nương này tuyệt đối vô cùng đáng sợ. Diệp Huyên có chút tò mò, có thể nói chi tiết hơn không? Hồng Trần nói, vừa rồi nàng ta đột nhiên biến mất, ngươi không cảm nhận thấy bất kỳ hơi thở dao động không gian nào, đúng không? Diệp Huyên gật đầu, phải. Hồng Trần nhẹ giọng nói, cách thức tu luyện của nàng ta hẳn là không giống với chúng ta. Diệp Huyên trầm lặng. Chẳng lẽ tiểu quan là cao thủ tuyệt thế ẩn tàng? Nghĩ vậy, hắn không khỏi lắc đầu cười. Trước kia, Tần Quan ra tay cơ bản đều là các loại đạn, hắn chưa từng thấy Tần Quan tự ra tay, bởi vậy, hắn cũng cho rằng Tần Quan không biết tu luyện. Hiện tại nghĩ đến, không bình thường. Lúc trước một vài cảnh giới đều là do Tần Quan sáng tạo ra, một người có thể sáng tạo ra cảnh giới võ đạo, sao có thể không biết tu luyện. Lúc này, Tiểu Tinh Linh ở bên cạnh cũng nói, Tần Quan tỷ tỷ quả thật rất lợi hại. Diệp Huyên nhìn về phía Tiểu Tinh Linh nghiêm túc nói, nàng ta rất giỏi cướp đồ. Diệp Huyên cười ha ha. Cướp đồ. Đừng nói, tất cả bảo bối lấy được ở đây đều vào túi của Tần Quan rồi. Mà đúng lúc này, một bên Hồng Trần đột nhiên nhíu mày. Lông mày Diệp Huyên cũng chợt cau lại, hắn ngẩng đầu nhìn đi, chỉ thấy trong trời đất đột nhiên trở nên hư ảo. Diệp Huyên nheo mắt lại. Mà một bên, Tiểu Tinh Linh trầm giọng nói, Linh Vũ Trụ đến rồi. Nó đến rồi. Linh Vũ Trụ. Diệp Huyên ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, lúc này, thời không nơi đó bỗng nhiên nứt ra, ngay sau đó, một hơi thở mạnh mẽ khủng bố thổi quét xuống. Ầm. Đột nhiên, cả trời đất bắt đầu vỡ tan từng chút một. Sắc mặt Diệp Huyên lập tức trở nên nghiêm túc, hắn chưa bao giờ gặp hơi thở khủng bố như vậy. Trước hơi thở này, những thần linh mà hắn từng gặp lúc trước ngay cả con kiến cũng không bằng. Cho dù là kiếm ý nhân gian của hắn, ở trước mặt hơi thở khủng bố này, cũng đều nhỏ bé như vậy. Đây chính là Linh Vũ Trụ đã tu luyện hơn nghìn luân hồi sao. Một bên, Hồng Trần híp mắt lại, nàng ta nắm chặt tay phải lại, một luồng lực lượng đáng sợ ngưng tụ trong lòng bàn tay nàng ta. Lúc này, một hư ảnh xuất hiện nơi phía chân trời. Nó nhìn xuống Diệp Huyên ở phía dưới, lấy đầu của ta, cứu người ta phong ấn, người có phải là có hơi xem thường ta rồi không? Diệp Huyên suy nghĩ, sau đó mở lòng bàn tay ra, nhẹ nhàng vung lên, hình dáng của Thanh Nhi được hắn vẽ ra. Diệp Huyên nhìn Linh Vũ Trụ, giới thiệu một chút, đây là muội muội của ta. Linh Vũ Trụ trầm lặng một hồi, sau đó nói, ngươi là đang uy hiếp ta sao? Ta nói cho ngươi, ta ăn mềm không ăn cứng. Diệp Huyên nghiêm mặt nói, chúng ta có thể nói chuyện không?
Linh Vũ Trụ gật đầu, có thể nói chuyện, nào, ngồi xuống nói chuyện, chớ để những thứ dung tục hèn mọn làm tổn thương hòa khí. Nói xong, luồng uy áp khủng bố kia đã biến mất không tăm hơi. Hồng Trần. Nói chuyện. Nghe được Linh Vũ Trụ nói, Hồng Trần lập tức sững sờ ngay tại chỗ. Nhiều năm như vậy không gặp, tính tình Linh Vũ Trụ này đã trở nên tốt như vậy rồi sao? Không bình thường, Diệp Huyên mỉm cười, tiền bối, người dễ nói chuyện hơn là ta nghĩ. Linh Vũ Trụ trầm giọng nói, người muốn nói chuyện gì? Diệp Huyên nói, ta muốn đối kháng thần linh, cần của cải, cần tiền. Linh Vũ Trụ đạo, cho nên người muốn trộm cướp sao? Diệp Huyên nghiêm mặt nói, không phải cướp, là mượn. Linh Vũ Trụ nhíu mày, mượn. Diệp Huyên gật đầu, phải. Linh Vũ Trụ không có cảm xúc gì, là kiểu mượn không trả sao. Diệp Huyên cười nói, ta không phải loại người như vậy. Trong lòng Linh Vũ Trụ lập tức hơi thả lỏng, mà Diệp Huyên lại nói, con ta trả. Linh Vũ Trụ cứng đờ. Diệp Huyên chân thành nói, ta có thể viết giấy mượn nợ. Linh Vũ Trụ thấp giọng thở dài, người công khai cướp đi. Diệp Huyên càng chân thành, ta thật sự không phải loại người như vậy. Ta là người Dương gia, mượn sẽ trả, những bảo bối kia của tiền bối, con ta sẽ trả sau này. Linh Vũ Trụ trầm mặc. Nếu như không phải nể mặt muội muội tên này, nó muốn nổi bão rồi. Diệp Huyên cười nói, tiền bối, cho mượn không? Linh Vũ Trụ trầm mặc như trước. Mượn. Ngươi cũng đã cầm, hiện tại tới hỏi ta. Quá ấm ức. Nó chưa bao giờ chịu ấm ức như thế. Diệp Huyên đột nhiên nói, tiền bối. Linh Vũ Trụ khẽ gật đầu, cho, nhưng ngươi viết giấy vay nợ được chứ? Diệp Huyên gật đầu, đương nhiên. Nói rồi hắn mở ra lòng bàn tay, một cây viết xuất hiện trong tay, hắn vung bút, nay mượn vô số bảo vật, sau này trả. Viết xong, hắn mở lòng bàn tay, tờ giấy kia chậm rãi bay tới trước mặt Linh Vũ Trụ. Linh Vũ Trụ nhìn tờ giấy trước mặt, sau đó hỏi, con của ngươi đang ở nơi nào? Diệp Huyên nói, còn chưa ra đời. Linh Vũ Trụ chằm chằm vào Diệp Huyên, không nói gì. Mẹ kiếp! Ngươi còn quá đáng hơn cướp nữa. Nó thật sự rất muốn nổi điên. Nhưng nghĩ lại, vẫn nên nhịn một chút. Nó không muốn gặp người phụ nữ kia. Như nghĩ đến cái gì, Linh Vũ Trụ đột nhiên mở lòng bàn tay, vô số dòng khí xuất hiện. Diệp Huyên nhíu mày, vô cùng khó hiểu, nó đang làm cái gì. Hồng Trần trầm giọng nói, hắn đang bói toán về con của ngươi. Bói toán về con mình. Diệp Huyên lập tức sửng sốt. Tay phải Linh Vũ Trụ đột nhiên mở ra, ở trong lòng bàn tay xuất hiện một tuyến thời gian. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt Hồng Trần lập tức trở nên vô cùng nghiêm trọng, tuyến thời gian tương lai. Nó tìm được tuyến thời gian của con người rồi. Diệp Huyên cũng có chút tò mò, muốn nhìn đứa con tương lai của mình một chút. Mình ưu tú như vậy, con của mình khẳng định sẽ không kém. Đương nhiên, điều mà hắn càng hiếu kỳ chính là mình có con với ai. Ngay lúc Linh Vũ Trụ chuẩn bị lấy ra tuyến thời gian kia, dị biến nổi lên. Một thanh âm lạnh như băng đột nhiên truyền ra từ trong tuyến thời gian kia, cút. Bùm. Trong nháy mắt, Linh Vũ Trụ như bị sét đánh, điên cuồng lui hơn 10 vạn trượng. Mà ngay tại đó, cả trời đất trực tiếp bị nghiền nát, biến thành một mảnh đen kịt. Hồng Trần cũng bị sức mạnh của âm thanh khủng bố này đẩy lui hơn 10 vạn trượng, vừa mới dừng lại, một dòng máu tươi từ khóe miệng nàng ta chậm rãi tràn ra. Trên khuôn mặt Hồng Trần hiện lên vẻ khó tin. Diệp Huyên không sao nhưng giờ phút này hắn cũng ngẩn người. Âm thanh vừa rồi là của Thanh Nhi. Giọng Thanh Nhi truyền đến từ một tuyến thời gian chưa biết. Cái quỷ gì thế? Xa xa, Linh Vũ Trụ kinh hãi nói, cái gì thế? Trời ơi! Diệp Huyên nhìn về phía Linh Vũ Trụ, làm sao vậy? Linh Vũ Trụ trầm mặc, không nói gì. Diệp Huyên mang vẻ nghi ngờ. Chuyện này là thế nào? Diệp Huyên đang muốn nói chuyện, Linh Vũ Trụ đột nhiên nói, chẳng phải ngươi để con trả nợ à? Có thể. Nói xong, nó mở lòng bàn tay, giấy vay nợ chậm rãi bay tới trước mặt Diệp Huyên, người ấn giấu tay đi, không vấn đề gì chứ? Diệp Huyên do dự, sau đó nói, cũng không phải không được.
Nói, hắn ấn ngón tay cái, một dấu ngón cái xuất hiện trên giấy vay nợ. Linh vũ trụ gật đầu, nó vung tay, giấy vay nợ bay trở về đến trong nó nhìn thoáng qua Diệp Huyên, sau đó nói, được rồi. Cha nợ con trả, đạo lý hiển nhiên. Diệp Huyên có chút tò mò, tiền bối, tại sao vừa rồi giọng của muội muội ta lại truyền đến từ tương lai thế? Linh vũ trụ im lặng. Diệp Huyên còn muốn hỏi, Linh vũ trụ đột nhiên nói, không phải ngươi cần rời đi à? Diệp Huyên đen mặt, tên này còn muốn đuổi người à? Diệp Huyên nói, tiền bối, ta muốn hỏi ngươi mấy vấn đề. Linh vũ trụ không nói. Diệp Huyên trực tiếp hỏi, tiền bối, ngươi nghĩ sao về những thần linh kia? Linh vũ trụ lắc đầu, ta có thể giữ im lặng không? Diệp Huyên trầm mặc. Linh vũ trụ lại nói, người muốn cứu vớt sinh linh vũ trụ, không có gì đáng trách, nhưng bọn họ cũng là vì sinh tồn, ngay cả ta cũng như thế. Tuy ta cắn nuốt vũ trụ, nhưng ta cũng là vì sinh tồn, tại đây vũ trụ mênh mông, người vô dụng, người cũng sẽ bị người khác tiêu diệt. Đây là cách sinh tồn của vũ trụ. Diệp Huyên gật đầu tốt, đổi vấn đề, tiền bối, người thấy gì trong tuyến thời gian vừa rồi? Có thể nói một chút không? Linh vũ trụ nhìn Diệp Huyên. Không nói lời nào. Diệp Huyên nhíu mày, sao? Linh vũ trụ lắc đầu, không thể nói. Hơn nữa, ta nhìn thấy cũng không nhiều. Diệp Huyên nói, con ta do ai sinh? Linh vũ trụ trầm mặc. Diệp Huyên bình tĩnh nói, tiền bối, nể mặt chút đi. Linh vũ trụ rất khổ tầm. Mẹ kiếp. Mình không nói, tên này còn định uy hiếp à? Mình nói, người bảo vệ con trai tên này cũng xử mình. Đậu xanh. Người một nhà các người bắt nạt người ta quá nhé. Diệp Huyên còn muốn hỏi, Linh vũ trụ thấp giọng thở dài, ta chỉ thấy được một thiếu niên, ngoài ra, không thấy gì khác. Diệp Huyên hỏi, con trai ta sao? Linh vũ trụ gật đầu, phải. Diệp Huyên lại hỏi, xuất sắc không? Linh vũ trụ nhìn thoáng qua Diệp Huyên, thoạt nhìn thì ưu tú hơn ngươi. Diệp Huyên ngây người. Sau đó nói khẽ, không hổ là con ta, rất ngầu. Linh vũ trụ im ri, nó nhìn thoáng qua Diệp Huyên, sau đó nói, người có phải phá thần không? Diệp Huyên gật đầu, phải. Sao tiền bối biết? Linh vũ trụ nghĩ ngợi rồi nói, rõ ràng có thể nằm thắng, vì sao phải phấn đấu? Sau đó nó xoay người trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Diệp Huyên cau mày, tên này có ý gì? Lúc này... Hồng Trần đã đi tới, nàng ta trầm giọng nói, thanh âm mới rồi là muội muội ngươi sao? Diệp Huyên gật đầu, phải. Hồng Trần nói khẽ, rất mạnh. Diệp Huyên cười, đi quê hương của ngươi thôi. Hồng Trần gật đầu, nàng ta phất tay áo, không gian trước mặt trực tiếp bị xé rách, nàng ta cùng Diệp Huyên đi vào, hai người biến mất ngay tại chỗ. Mà sau khi Diệp Huyên cùng Hồng Trần biến mất không lâu, Linh Vũ Trụ lại xuất hiện ở trong tràng. Nó trầm mặc một hồi, món nợ này mình đòi được sao? Mẹ kiếp, nhà các ngươi đúng là biết chơi. Không biết qua bao lâu, Diệp Huyên cùng Hồng Trần xuất hiện trên một cánh đồng hoang vu. Diệp Huyên nhìn về phía xa xa, cuối tầm mắt có thể thấy được một mảnh phế tích. Diệp Huyên khẽ hỏi, nơi này chính là quê hương của ngươi. Hồng Trần gật đầu, đại lục Thiên Huyền. Diệp Huyên có chút tò mò, thời đại gì? Hồng Trần nói khẽ, 30 tỷ năm trước. 30 tỷ. Diệp Huyên im lặng. Không phải lâu bình thường đâu. Hồng Trần đi đến phía xa xa, nàng ta thấy toàn bộ, ánh mắt dần dần trở nên mờ mịt, năm đó chiến một trận với Linh Vũ Trụ, tất cả cường giả trên đại lục này đều hy sinh. Diệp Huyên nhìn về phía Hồng Trần, nó không có giết ngươi. Hồng Trần gật đầu, không có. Diệp Huyên có chút tò mò, vì cái gì? Hồng Trần lắc đầu cười, nó nói ta là người duy nhất khiến nó cảm thấy mình mạnh sau bao nhiêu năm như vậy. Cho nên, nó nhốt ta trong tòa thấp kia để cho ta tu luyện. Diệp Huyên nói khẽ, Khâm Thiên Đạo nói đã cắn nuốt 1000 lần, nói cách khác, nó tổng cộng hủy diệt 10 văn minh. Hồng Trần gật đầu, phải. Diệp Huyên im lặng. Có chút hung ác. Nếu không nhờ Thanh Nhi, e là mình không lăn lộn nổi. Hồng Trần nói, ở thế giới văn minh của chúng ta, Linh Vũ Trụ cực kỳ mạnh, nhưng đối với những người khác, hắn cũng rất yếu. Nói rồi nàng ta dừng một chút, ví dụ,
đối với muội muội của ngươi. Diệp Huyên cười nói, kỳ thật, ta cũng không biết nàng mạnh cỡ nào. Hồng Trần nhìn về phía Diệp Huyên nói, thật đó. Cho tới bây giờ, ta cũng không biết nàng mạnh đến mức nào, nàng và cha ta, còn có đại ca, vĩnh viễn đều là kẻ đứng trên đỉnh, người phía dưới họ như kẻ thất bại vậy. Hồng Trần nhíu mày, cha và đại ca ngươi. Diệp Huyên gật đầu, hai người bọn họ cũng có thể treo linh vũ trụ lên đánh. Hồng Trần im lặng, một lát sau mới nói, ngươi lợi hại. Diệp Huyên. Hồng Trần đột nhiên dừng bước, trước mặt nàng ta đột nhiên xuất hiện một cái ấn phù màu đỏ như máu. Hồng Trần quay đầu nhìn về phía Diệp Huyên, đây là linh vũ trụ lưu lại phong ấn. Diệp Huyên phất tay áo, kiếm thanh huyên bay ra. Suy. Cái ấn phù đỏ như máu trực tiếp bị nghiền nát. Hồng Trần chân thành nói, Diệp công tử, ta cho ngươi một lời khuyên, kiếm này dù tốt nhưng đối với ngươi, tạm thời là có hại. Ngươi muốn đi đường luân hồi một lần không? Diệp Huyên nhíu mày, đường luân hồi. Hồng Trần gật đầu, đúng. Diệp Huyên trầm giọng nói, luân hồi sống lại. Hồng Trần lắc đầu, tất nhiên không phải, đường luân hồi là một loại con đường tu luyện do linh vũ trụ lưu lại. Con đường này có thể tu tâm, tu trí, ta cũng từng đi con đường này. Mà từ xưa đến nay, kẻ có năng lực ra khỏi con đường này tạm thời chỉ có hai cái, một là ta, còn lại là người đầu tiên. Diệp Huyên nói khẽ tu tâm, tu trí. Hồng Trần cười, phải, ta cảm thấy ngươi còn chút thiếu hụt, ví dụ ỷ lại ngoại vật, không có tu luyện ra lực lượng thuần túy nhất của chính mình, bất kể là kiếm của ngươi hay là kiếm ý nhân gian, sức mạnh trung tâm cũng không phải đến từ bản thân ngươi. Ngươi ý thức được vấn đề này nhưng ngươi nhưng không cách nào từ bỏ. Nếu như ngươi thật sự không muốn từ bỏ, vậy tạm thời có thể tu thân trước, khi thực lực vượt qua kiếm ý và kiếm này, ngươi hẵng lấy lại chúng, thực lực của ngươi sẽ càng thêm khủng bố. Nàng ta dừng một chút, lại nói, tựa như một câu ngày xưa, ngươi cho rằng ngươi dùng kiếm nhưng không biết là ngươi bị kiếm nô dịch. Nô dịch. Nghe vậy, Diệp Huyên híp mắt. Hồng Trần trông thấy Diệp Huyên, đi không? Diệp Huyên cười nói, đi. Hồng Trần trầm giọng, Diệp công tử, ta phải nhắc nhở ngươi, một khi tiến vào đường luân hồi này, ngươi sẽ không thể gọi bất cứ sự hỗ trợ bên ngoài nào, cũng không thể gọi người, ngươi cần phải nắm rõ. Diệp Huyên gật đầu, nghĩ kỹ rồi. Hồng Trần khẽ gật đầu, ngươi đi theo ta. Nàng ta đi đến nơi xa xa. Diệp Huyên theo sau, rất nhanh, Hồng Trần dẫn Diệp Huyên đi vào một chỗ trận truyền tống. Nàng ta nói, vào đi. Diệp Huyên nhìn thoáng qua trận truyền tống, đi vào là được sao? Hồng Trần gật đầu, phải. Diệp Huyên đi đến chỗ trận truyền tống. Hồng Trần đột nhiên nói, Diệp công tử. Diệp Huyên quay đầu nhìn về phía Hồng Trần chân thành nói, nếu không thành công, có thể ngươi sẽ không có cách nào tiến thêm một bước. Diệp Huyên cười, sau đó xoay người tiến vào trận truyền tống, ngay lúc ấy. Hắn trực tiếp hóa thành một tia sáng, biến mất tại nguyên chỗ. Trước mặt Hồng Trần xuất hiện một con đường luân hồi. Mà lúc này, không gian bên cạnh Hồng Trần đột nhiên vỡ ra, linh vũ trụ xuất hiện cạnh nàng ta. Mà Hồng Trần lại không để ý. Linh vũ trụ trông thấy Diệp Huyên trong luân hồi, mặt không biểu tình, người cảm thấy hắn sẽ thành công sao? Hồng Trần bình tĩnh nói, hình như ngươi không hy vọng hắn thành công. Linh vũ trụ lắc đầu, ta đương nhiên là hy vọng hắn thành công. Hồng Trần quay đầu nhìn về phía linh vũ trụ nói khẽ, nếu hắn thành công, bọn họ sẽ có thể rời đi, nếu hắn không thành công. Ba người kia sẽ chú ý nơi này, ta cũng không thể cắn nuốt nó để tăng thực lực nữa. Hồng Trần nhíu mày, ngươi muốn hắn mạnh lên rồi rời đi nơi này sao? Linh vũ trụ gật đầu, ta không muốn đấu với người này, ta cảm thấy con hắn dễ bắt nạt hơn. Hồng Trần có chút tò mò, chẳng phải ngươi đã lợi dụng tuyến tương lai để điều tra qua con hắn sao? Chẳng lẽ không biết con của hắn là loại người nào? Linh vũ trụ lắc đầu, bị nữ nhân kia phá hủy thiên cơ, bởi vậy, ta chỉ biết tên của con hắn, cũng không biết con của hắn là loại người nào. Hồng Trần có chút tò mò, con của hắn tên gì? Linh vũ trụ nghiêm túc, thiên cơ không thể tiết lộ. Hồng Trần nhíu mày, không thể tiết lộ. Linh vũ trụ gật đầu, ta sợ nữ nhân kia gây sự.
Hồng Trần nhìn Linh Vũ Trụ, người dùng hết toàn lực thì có mấy phần thắng. Linh Vũ Trụ trầm giọng nói, 100%. Hồng Trần sửng sốt. Linh Vũ Trụ lại nói, nàng ta 100%. Sắc mặt Hồng Trần lập tức trầm xuống. Linh Vũ Trụ thấp giọng thở dài, nàng ta là tồn tại vượt qua mọi thứ, thực lực đáng sợ, ta cũng không thể lường nổi. Hồng Trần nhíu mày, ngươi không lường được sao? Linh Vũ Trụ gật đầu, ta từng đánh với nàng ta một lần, nàng ta chỉ ra một kiếm, mà một kiếm kia đã vượt qua khỏi tất cả, cũng vượt khỏi nhận thức của ta. Nói xong, sắc mặt nó trở nên phức tạp, ta từng cười nhạo chúng sinh là ếch ngồi đáy giếng, hóa ra chúng ta đều là ếch ngồi đáy giếng, chỉ có điều kích thước miệng giếng khác nhau thôi. Hồng Trần cười, đây là do ngươi nói, cũng không hẳn là chuyện xấu. Linh Vũ Trụ gật đầu, nó nhìn về phía đường luân hồi, đợi ngươi này thành công trở thành phá thần, hắn sẽ rời đi vũ trụ này, khi đó, ta có thể cắn nuốt sạch sinh linh vũ trụ này. Hồng Trần trầm giọng, chẳng phải hắn còn có đứa con sao? Linh Vũ Trụ cười, hắn có chỗ dựa, ta không tin con của hắn cũng có chỗ dựa. Hồng Trần trầm mặc. Nàng ta biết Linh Vũ Trụ bây giờ hoàn toàn không làm gì được Diệp Huyên, bởi vậy mới muốn trợ giúp Diệp Huyên phá thần. Chỉ cần Diệp Huyên phá thần, nhất định hắn sẽ rời đi nơi này. Vì sao? Bởi vì vũ trụ này căn bản không chịu nổi mạnh giả cấp bậc như họ. Quá mạnh mẽ. Tiếp tục lưu lại vũ trụ này thì sẽ tạo thành gánh nặng và tổn thương cực nặng đối với nó. Miếu nhỏ khó chứa đại thần. Lúc này, Hồng Trần như nghĩ đến cái gì mà hỏi, người cảm thấy hắn sẽ thành công sao? Linh Vũ Trụ im lặng. Cái này đúng là khó nói. Khảo nghiệm luân hồi, là do nó sáng tạo, từ trước tới nay, chỉ hai người thành công đi ra. Về phần Diệp Huyên. Đúng lúc này, dị biến nổi lên. Bùm! Con đường luân hồi đột nhiên bị nghiền nát, ngay sau đó, một người đàn ông chậm rãi đi ra. Đúng là Diệp Huyên. Nhìn thấy Diệp Huyên, Hồng Trần cùng Linh Vũ Trụ đều là sửng sốt. Diệp Huyên nhìn hai người, bình tĩnh nói cũng không phải rất khó sao. Linh Vũ Trụ trầm giọng nói, có phải ngươi gian lận trong đó không? Diệp Huyên lắc đầu, không có. Linh Vũ Trụ chằm chằm vào Diệp Huyên, chuyện này tuyệt đối không thể. Diệp Huyên cười, cũng không nói thêm điều gì gì. Hồng Trần cũng mang vẻ mặt nghi ngờ, ngươi, thành công nhanh vậy sao? Diệp Huyên gật đầu, ta cảm thấy khá dễ dàng. Linh Vũ Trụ đột nhiên nói, có phải người dùng thanh kiếm mà muội muội ngươi rèn không? Diệp Huyên lắc đầu, không có. Linh Vũ Trụ lập tức nhíu mày. Diệp Huyên đột nhiên hỏi, các ngươi cảm thấy ta rất kém cỏi sao? Linh Vũ Trụ nhìn về phía Diệp Huyên cười nói, ta xin, chúng ta cùng nhau đi tới, cùng cấp thì có bao giờ bị bại trận đâu. Sở dĩ gọi người, là bởi địch nhân không tầm thường, chẳng phải à? Tựa như hiện tại, nếu ngươi muốn đánh ta, ta cũng chỉ có thể gọi người. Nhưng dương mắt tìm khắp vũ trụ quan huyên, ngoài ngươi thì ai có thể làm đối thủ của ta? Nghe vậy, Linh Vũ Trụ lập tức hiểu ra. Nó quên điểm này. Diệp Huyên không cần kiếm Thanh Huyên, trong cả vũ trụ và cùng thế hệ, ai có thể đánh thắng được Diệp Huyên? Khẳng định không có. Cho dù là An Lan Tú, khẳng định cũng đánh không lại hắn. Có thể nói, Diệp Huyên chính là người ưu tú nhất thế hệ này của vũ trụ quan huyên. Nhưng trong quá trình đi tới, Diệp Huyên luôn đánh nhau với những cấp lớn hơn, bởi vậy, dần dà cũng làm cho người ta cảm thấy hắn rất yếu. Trên thực tế, hắn không yếu, chỉ là địch nhân quá mạnh mẽ thôi. Tất cả mọi người đều quên điểm này. Linh Vũ Trụ trầm mặc một hồi, nó nhìn về phía Hồng Trần, người đánh với hắn đi. Diệp Huyên nhìn về phía Hồng Trần, cười nói, Hồng Trần cô nương, ta cũng đang có ý đó. Hồng Trần gật đầu, được. Linh Vũ Trụ đột nhiên phất tay áo, trong nháy mắt, trời đất rung lên kịch liệt, qua giây lát, Diệp Huyên cùng Linh Vũ Trụ xuất hiện ở một mảnh tinh không vô tận. Linh Vũ Trụ nói, nơi này tùy ý các ngươi đánh. Diệp Huyên gật đầu, hắn nhìn về phía Hồng Trần đột nhiên bước ra một bước, sau đó một quyền đánh ra, hiện. Bùm! Một quyền này vừa ra, cả ngân hà trực tiếp biến thành tro tàn. Một quyền hủy trời diệt đất. Diệp Huyên nhắm lại hai mắt, hắn không sử dụng kiếm Thanh Huyên, cũng tiên lên một bước,
cũng chỉ một chút thôi. Ong! Một tiếng kiếm minh vang tận trời, ngay sau đó, vô số kiếm ý từ trong cơ thể hắn tuôn ra dữ dội, những kiếm ý nhân gian này hội tụ thành một thanh kiếm đâm ra. Bùm! Một khoảng kiếm quang bùng nở trước mặt Diệp Huyên. Ầm ầm! Trong lúc đó, Diệp Huyên liên tục lui mấy trăm trượng. Xa xa, Hồng Trần nhìn thấy một màn này, sắc mặt lập tức trở nên nghiêm trọng. Người này thật sự mạnh lên. Hơn nữa, hắn đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Linh Vũ Trụ ở một bên cũng nhíu mày, thực lực người này mạnh hơn rất nhiều so với trước đây. Thật sự là có chút không bình thường. Diệp Huyên nhìn về phía Hồng Trần, cười nói, Hồng Trần cô nương, cảm tạ ngươi đã dẫn ta tới thí luyện luân hồi, ta đã thăng cấp rất nhiên, phi thường cảm tạ. Hiện tại, ta muốn trở lại thư viện Quan Huyên một chuyến, ngươi muốn cùng ta đi hay không? Hồng Trần nghĩ ngợi, sau đó nói, ta phải ở chỗ này một thời gian, xử lý vài việc, chờ ta hết bận, ta sẽ đi tìm ngươi, được không? Diệp Huyên gật đầu, được. Nói xong, hắn nhìn về phía Linh Vũ Trụ, tiền bối hy vọng ta phá thần. Linh Vũ Trụ gật đầu, phải. Diệp Huyên cười, vì sao? Linh Vũ Trụ nhìn thoáng qua Diệp Huyên, ta thích giúp người. Diệp Huyên gật đầu, ta tin rồi. Nói xong, hắn xoay người, thân hình run lên, trực tiếp hóa thành một tia kiếm quang, biến mất không thấy tăm hơi. Tại chỗ, Linh Vũ Trụ nói khẽ, chắc chắn hắn đã gặp phải chuyện gì trong đường luân hồi, bằng không, đường luân hồi không thể nổ tung thế được. Nó lắc đầu, sớm biết như vậy thì nên dám thì một chút. Hồng Trần hỏi, có thể hồi tưởng sao? Linh Vũ Trụ do dự, sau đó lắc đầu, không được. Hồng Trần khó hiểu, vì sao? Linh Vũ Trụ thấp giọng thở dài, người này rất phức tạp, bất luận ai muốn điều tra quỹ tích vận mệnh của hắn thì đều sẽ bị nữ nhân kia phía sau hắn cưỡng chế ngăn cản. Nữ nhân kia có tính tình rất bạo, nếu ta điều tra ca ca nàng ta sẽ nổi điên đấy. Hồng Trần nói khẽ, vậy rốt cuộc hắn đã xảy ra chuyện gì ở bên trong? Linh Vũ Trụ thấp giọng thở dài, không biết, nhưng ta có thể dùng là được, tên khốn này chắc chắn đã mở bắp. Bằng không, cho dù hắn yêu nghiệt cỡ nào thì cũng không thể đạt tới loại trình độ này. Hồng Trần trầm mặc một lát sau rồi lắc đầu, bất kể thế nào nên chúc mừng hắn thôi. Nói xong, nàng ta xoay người đi đến tới nơi cách đó không xa. Nàng ta và Linh Vũ Trụ cũng không được coi là bạn, nhưng hiện tại cũng không tính là địch. Ngay tại chỗ, Linh Vũ Trụ im lặng một hồi, xoay người rời đi. Bên kia, Diệp Huyên đang muốn trở lại thư viện Quan Huyên, lúc này, Tội Vương đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, vẻ mặt Tội Vương vô cùng nghiêm trọng, Diệp công tử, có thần linh đang chạy đến vũ trụ này. Thần linh! Nghe vậy, Diệp Huyên lập tức nhíu mày, mạnh sao? Sắc mặt Tội Vương vẫn rất căng thẳng, rất mạnh. Diệp Huyên gật đầu, trực tiếp dẫn theo Tội Vương biến mất, khi xuất hiện lần nữa là đã ở chiến trường hư chân. Diệp Huyên nhìn về phía xa xa, con đường truyền tống xuất hiện lần nữa, mà ở con đường truyền tống bên kia, một khí thức cực kỳ mạnh ập đến, uy áp to lớn, hơn xa mấy vị thần vương trước đây. Vẻ mặt Tội Vương trở nên càng thêm nghiêm trọng. Diệp Huyên bình tĩnh, đứng chờ ở đó. Đúng lúc này, con đường truyền tống đột nhiên to ra, ngay sau đó, một người áo đen chậm rãi đi ra từ trong đó. Nhìn thấy người áo đen này, sắc mặt Tội Vương biến sắc trong nháy mắt, hắn là. Mà giờ phút này, Diệp Huyên đột nhiên biến mất tại chỗ. Bù! Một mảng kiếm quang xé rách không gian, tốc độ cực nhanh, Tội Vương không kịp phản ứng, trực tiếp lao đến trước mặt người áo. Đồng tử người áo đen bỗng nhiên co rụt lại. Tay phải mạnh nắm chặt thành quyền, sau đó một quyền đánh ra. Ầm. Một quyền mang khủng bố tựa như thủy triều tuôn ra từ tay người áo đen, nhưng mà, vừa tiếp xúc kiếm Diệp Huyên thì trực tiếp nghiền nát. Kiếm Thanh Huyên xẹt qua yết hầu người áo đen. Vèo. Đầu người áo đen trực tiếp bay ra ngoài. Tội Vương sững sờ ngay tại chỗ. Diệp Huyên nhìn về phía Tội Vương, lợi hại không? Tội Vương vội vàng gật đầu. Diệp Huyên đi đến trước mặt Tội Vương, vỗ nhẹ lên bả vai Tội Vương, đừng sợ, chỉ là thao tác cơ bản. Tội Vương rung giọng nói, có phải ngươi mở bắp không? Sắc mặt Diệp Huyên lập tức đen lại,
Mà lúc này, đột nhiên lại có một ông lão đi ra từ trong lối đi kia, ông lão nhìn chằm chằm vào Diệp Huyên, ngươi chính là vua dựa dẫm. Người ở thế giới thần linh đều đang nói về ngươi. Diệp Huyên hỏi, các ngươi ở thế giới thần linh cũng biết ta. Ông lão gật đầu, phải, nói là da mặt ngươi rất dày, không biết xấu hổ. Diệp Huyên, da mặt rất dày. Nghe được ông lão nói, lông mày Diệp Huyên lập tức nhíu lại. Cái quỷ gì thế? Là ai đang phá hoại thanh danh của mình? Ông lão đột nhiên nhìn về phía tội vương, ông ta cười khẽ, tội vương, ta không ngờ ngươi lại nương nhờ vua dựa dẫm, ngươi thật sự làm chúng ta mất mặt. Tội vương trầm mặc, gã biết chân thế giới còn đang đánh giá thấp vua dựa dẫm. Không thể cứu được, nếu chân thế giới coi trọng Diệp Huyên, không cho Diệp Huyên bất cứ cơ hội nào, trực tiếp phái ra cường giả mạnh nhất, tuy rằng giết không được Diệp Huyên, nhưng khẳng định có thể ngăn cản người này phá thân. Nhưng từ đầu đến giờ những người này đều không hề đánh giá cao vua dựa dẫm. Ông lão còn muốn nói điều gì, tội vương đột nhiên xua tay, ta không nói chuyện với thằng ngu. Nói xong, gã trực tiếp tiến vào trong tháp. Ánh mắt ông lão dần dần trở nên âm u. Dám không đếm xỉa ông ta à? Diệp Huyên nhìn ông lão, cười nói, chẳng lẽ ngươi tới đây là để nói chuyện phiếm với ta à? Ông lão thu hồi suy nghĩ, nhìn về phía Diệp Huyên, vua dựa dẫm, nghe nói ngươi muốn bảo vật của linh vũ trụ nơi này. Nghe vậy, Diệp Huyên hít mắt, sao các ngươi biết thế? Ông lão cười nói, ngươi đoán xem. Diệp Huyên đột nhiên biến mất. Đồng tử ông lão bỗng nhiên co rụt lại, vừa định ra tay, một thanh kiếm trực tiếp từ yết hầu ông ta đâm xuyên qua. Vèo. Đầu ông lão trực tiếp bay ra ngoài, mà linh hồn bị kiếm thanh huyên ghim ngay tại chỗ. Ông lão kinh hãi nhìn Diệp Huyên, ngươi. Diệp Huyên bình tĩnh nói, còn muốn ta đoán hay không? Ông lão nhìn chằm chằm vào Diệp Huyên, là linh vũ trụ truyền tin tức cho chúng ta. Linh vũ trụ. Nghe vậy, trong mắt Diệp Huyên hiện lên tia lạnh lùng, tên này không có ý tốt. Ông lão trầm giọng, vua dựa dẫm, nghe nói ngươi có trăm triệu linh nguyên, thật à? Diệp Huyên đột nhiên xoay người, chém ra một kiếm, cũng không phải đâm về ông lão, mà là đâm về phía không trung, kiếm thanh huyên phá không mà đi. Bùm! Thiên địa trực tiếp phá vỡ. Diệp Huyên nhìn chằm chằm về phía cuối chân trời, không được à? Hắn đột nhiên nói, thanh. Lời còn chưa dứt, một người đàn ông xuất hiện trong không trung. Đúng là linh vũ trụ. Sắc mặt linh vũ trụ vô cùng khó coi. Diệp Huyên chằm chằm vào linh vũ trụ, ta có hơn trăm triệu linh nguyên. Linh vũ trụ trầm mặc không nói. Diệp Huyên bình tĩnh nói, nếu ta không thể phá thần, ta sẽ mang ngươi và chủ nhân bút đại đạo đi. Linh vũ trụ cau mày lại, vua dựa dẫm, ngươi có ý gì? Diệp Huyên chằm chằm vào linh vũ trụ, không phải ngươi muốn chiêu à? Ta chơi với ngươi. Linh vũ trụ trầm giọng, vua dựa dẫm, ngươi phải giảng đạo lý. Đừng nên lười biếng như thế, biết không hả? Kỳ thật, một tên vua dựa dẫm có chí tiến thủ cũng không đáng sợ, đáng sợ chính là một vua dựa dẫm không có chí tiến thủ, chỉ muốn nằm im. Diệp Huyên bình tĩnh nói, ngươi chuẩn bị đền bù tổn thất như thế nào? Sắc mặt linh vũ trụ lập tức chìm xuống. Mẹ kiếp! Tên khốn này muốn lừa tiền mình. Linh vũ trụ thấp giọng thở dài, đồ đạc của ta bị ngươi cướp hết rồi. Ta hiện tại không có gì cả. Diệp Huyên nói, ta không tin. Linh vũ trụ trầm mặc. Lúc này, ông lão chân thế giới đột nhiên khó hiểu, người đường đường linh vũ trụ, vì sao khúm núm với hắn? Người thế này cũng quá mất mặt rồi. Linh vũ trụ phất tay áo. Bùm! Trong nháy mắt, một lực lượng khủng bố trực tiếp bao vây ông lão kia, linh hồn ông lão kia trực tiếp bị đốt thành tro bụi. Thật sự đã chết rồi. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyên lập tức ngẩn người, linh vũ trụ này lại có thể giết cường giả chân thế giới, hơn nữa, còn dễ dàng như thế. Linh vũ trụ nhìn về phía Diệp Huyên, ta thật sự không còn đồ. Diệp Huyên nói, vậy ngươi giúp ta đánh nhau. Linh vũ trụ lắc đầu, ta không thể tham dự loại tranh đấu này. Diệp Huyên khó hiểu, vì sao? Linh vũ trụ trầm giọng nói, hiệp ước đồng minh vũ trụ. Diệp Huyên có chút tò mò, hiệp ước đồng minh vũ trụ.
Linh vũ trụ gật đầu, tất cả linh vũ trụ đều ký kết một hiệp ước đồng minh, nội dung chính là linh vũ trụ chúng ta không được tham dự tranh đấu phía dưới, ví dụ như, thần linh bên ngoài đến đánh vũ trụ này, ta không thể tự mình tham chiến. Đương nhiên, nếu ngươi phản công đánh chiếm vũ trụ bọn họ, linh vũ trụ của bọn họ cũng không thể tham dự. Diệp Huyên nói khẽ, nếu như linh vũ trụ bọn họ tham dự. Linh vũ trụ nói, vậy sẽ bị tất cả linh vũ trụ liên hợp lại trừng phạt. Diệp Huyên hỏi, trong những linh vũ trụ kia, thực lực ngươi đạt tới cấp mấy? Linh vũ trụ trầm mặc. Diệp Huyên trừng mắt nhìn, rất thấp. Linh vũ trụ lắc đầu, ta cũng tạm. Vẻ mặt Diệp Huyên trở nên cổ quái. Người này chắc cũng thảm lắm. Linh vũ trụ đột nhiên nói, vua dựa dẫm, sao ngươi không xông xáo ra ngoài? Diệp Huyên nhíu mày, đi ra ngoài. Linh vũ trụ gật đầu, phải. Diệp Huyên nói, chờ ta phá thần thành công, ta sẽ đi ra ngoài xông xáo. Linh vũ trụ trầm mặc. Phá thần. Phá cọng lông. Cả nhà ngươi cũng không có địch thủ, ngươi còn cần phá thần sao? Diệp Huyên đột nhiên nói, có thể giúp một việc không? Linh vũ trụ nhìn thoáng qua Diệp Huyên, không nói lời nào. Diệp Huyên cười nói, không phải là việc gì khó, là để cho ta đi vào chân thế giới. Linh vũ trụ lắc đầu, không được. Diệp Huyên nhíu mày, linh vũ trụ nói, không phải không thể đi, mà là ta cũng làm không được. Diệp Huyên có chút nghi hoặc, người lợi hại như vậy mà cũng không làm được. Linh vũ trụ thấp giọng thở dài, chuyện này liên quan đến đại đạo vũ trụ, duy độ vũ trụ này của chúng ta thấp hơn so với bọn hắn nhiều, có thể áp chế duy độ, trừ phi, thực lực của ngươi nghịch thiên đến mức phản duy độ, bằng không, ngươi không thể đến thế giới kia của bọn họ. Diệp Huyên lập tức có chút tò mò, phản duy độ. Linh vũ trụ gật đầu, phải. Nhưng trước mắt, trong số người và Linh ta biết, chỉ 5 người có thể làm được. Diệp Huyên hai mắt nhắm lại, 5. Ngoại trừ muội muội cùng đại ca, cha ta thì còn ai nữa? Linh vũ trụ nghe nói như thế thì đau bi. Mẹ kiếp. Quả thực là có điểm quá mức. Linh vũ trụ thu hồi suy nghĩ, còn có chủ nhân bút đại đạo. Diệp Huyên khẽ gật đầu, cũng không quá bất ngờ. Linh vũ trụ trầm giọng, còn có một, không phải người vũ trụ này của chúng ta. Bất quá, đối phương đã từng tới vũ trụ này, cho nên ta mới biết. Diệp Huyên nhìn về phía linh vũ trụ, không phải vũ trụ chúng ta. Linh vũ trụ gật đầu, đến từ một vũ trụ khác, nàng nói nàng tới đây là do nhận thấy ở đây có khí tức cực mạnh, cho nên sang đây xem thử. Đáng tiếc khi ấy mấy người muội muội ngươi đã rời đi. Diệp Huyên có chút tò mò, mạnh cỡ nào? Linh vũ trụ bình tĩnh nói, không biết mạnh cỡ nào, ta không có đánh nhau với nàng, ta chỉ biết cách nàng tu rất đặc biệt, gọi vô ngã đạo, cứ cách một đoạn thời gian, nàng sẽ quên chính mình, quên hết thảy tất cả, trùng tu võ đạo. Diệp Huyên lắc đầu, như thế thì cũng không có tác dụng gì. Linh vũ trụ gật đầu, ta cũng nói với nàng như vậy, mà câu trả lời của nàng là nàng tìm khắp vũ trụ, không có một người nào. Không có một thứ gì đáng giá để nàng ghi nhớ, cho nên nàng lựa chọn quên đi, hiện tại ta gặp được nàng, chắc nàng cũng không quen biết ta. Nó cười, là một người cá tính. Diệp Huyên đột nhiên nói, tiền bối, chúng ta không có xung đột ích lợi. Linh vũ trụ nhìn về phía Diệp Huyên, có phải ngươi đang lừa dối ta không? Diệp Huyên nghiêm mặt nói, vũ trụ khác có thể bồi dưỡng cường giả đến cướp đoạt chúng ta, vì sao chúng ta không thể đi cướp đoạt bọn họ? Ngươi cũng có thể bồi dưỡng cường giả vũ trụ này. Linh vũ trụ lắc đầu, không phải ta không nghĩ tới, cũng từng thử qua. Ngươi biết văn minh đầu tiên của vũ trụ này không? Chính ta là người thành lập, ta bồi dưỡng bọn họ, trợ giúp bọn họ mạnh lên, nhưng mà cuối cùng, bọn họ lại liên thủ với nhau đánh ta. Diệp Huyên sửng sốt. Chính hắn cũng không ngờ. Linh vũ trụ lại nói, đương nhiên, ta cũng không quá tức giận, chẳng qua là có chút cảm thán. Tất cả sinh linh vũ trụ này đều có mục đích cuối cùng là ích lợi. Ta nuôi dưỡng bọn họ, trợ giúp bọn họ trở nên mạnh mẽ, tới cuối cùng, bọn họ lại nghĩ ta là chướng ngại vật trên con đường đại đạo. Họ giết ta, họ có thể trở nên mạnh hơn, có thể chính thức trở thành chúa tể của toàn bộ vũ trụ. Mà bọn họ chưa bao giờ nghĩ tới việc nếu không có ta, bọn họ đều là một đám dã thú. Diệp Huyên trầm mặc.
Linh vũ trụ nhìn Diệp Huyên, ta quan sát vũ trụ này mấy trăm tỷ năm rồi, phát hiện một việc, trên đời này khó nhất là đo lường lòng người, mà dễ thay đổi nhất chính là lòng người. Hôm nay hắn có thể là người tốt, nhưng chỉ cần với người có xung đột lợi ích, hắn lập tức biến thành người xấu. Nói xong nó mỉm cười, kỳ thật cũng có một câu nói, người không vì mình, trời chu đất diệt, chúng ta làm linh cũng là như thế, vì sao ta không nghĩ cho bản thân. Thế nhân đều nói ta tàn nhẫn, nếu không tàn nhẫn, chờ bọn hắn giết ta, khi đó, ai sẽ thương xót ta. Diệp Huyên trầm mặc, không cách nào phản bác. Đúng là như vậy. Việc nó làm dù là vì cái vũ trụ này, nhưng cũng là vì chính mình, trên đời này, ai có thể không có tư tâm. Linh vũ trụ tiếp tục nói, đương nhiên, đây không phải là nguyên nhân chính là ta từ bỏ, còn có một lý do, đó chính là duy độ vũ trụ này chênh lệch nơi khác quá nhiều, chúng ta chỉ có thể phòng thủ mãi mãi, không cách nào tiến công. Đây là lợi thế không tốt, cho nên, ta từ bỏ cách làm của linh vũ trụ chân thế giới. Diệp Huyên chân thành nói, người có thể bồi dưỡng ta, chúng ta cũng khá ổn mà, về sau, ta dẫn theo người nơi này đánh chân thế giới. Thật sự. Linh vũ trụ nghĩ, sau đó nói, nhân phẩm ngươi thế nào? Diệp Huyên gật đầu, tốt. Linh vũ trụ đạm thanh nói, ngươi có nhân phẩm sao? Diệp Huyên đen mặt, linh vũ trụ lắc đầu, nếu như ngươi phá thần thành công, ngươi cũng không ở lại vũ trụ này đâu. Diệp Huyên khó hiểu, vì sao? Linh vũ trụ, lúc đó, ngươi cũng sẽ biến thành cùng một loại người. Diệp Huyên trầm giọng nói, không có nhân tính. Linh vũ trụ bình tĩnh, bây giờ cũng không có. Diệp Huyên. Đúng lúc này, lối đi kia đột nhiên rung lên, sau một khắc, một thần linh áo đen đi ra. Diệp Huyên nhìn về phía thần linh áo đen hít sâu một hơi, sau đó nói, không hổ là thế giới cấp thấp, linh khí ít quá. Hắn ta nhìn về linh vũ trụ phía xa xa, người chính là vua dựa dẫm. Linh vũ trụ. Vua dựa dẫm. Linh vũ trụ mặt mày lạnh nhạt nhìn chằm chằm người đến. Diệp Huyên chỉ cười không nói gì. Lúc này, người áo đen kia bỗng bước lên trước một bước. Một bước ấy vừa bước ra, không gian trước mặt linh vũ trụ lập tức sụp đổ. Ngay sau đó, có một quyền đánh ra từ trong thời không rách nát kia. Ầm. Khi nắm tay đó xuất hiện, toàn bộ chiến trường hư chân lập tức trở nên mờ nhạt. Trong mắt Diệp Huyên toát ra vẻ kinh ngạc, lần này thế giới hư chân đã cử cao thủ chân chính đến. Linh vũ trụ cũng không tránh hay né, mặc kệ một quyền kia đánh về phía mình. Song khi nắm tay kia chỉ cách gương mặt linh vũ trụ vài centimet thì bỗng dưng ngừng lại, không thể tiến thêm dù chỉ một chút. Người đàn ông áo đen sửng sốt, mặt mày khó tin quát, không thể nào. Linh vũ trụ vung tay lên. Ầm. Nắm đấm kia lập tức ầm ầm nổ tung. Mà người áo đen cũng thoáng chốc bị một luồng sức mạnh đáng sợ bao phủ, nhoáng cái hóa thành cát bụi. Hoàn toàn xóa sổ. Hơn nữa, ngay cả bản thể cũng bị giết chết. Diệp Huyên thấy cảnh đó thì trong lòng không khỏi chấn động. Phải công nhận rằng thực lực của linh vũ trụ quả thật rất khủng bố. Linh vũ trụ lắc đầu, những thần linh đến từ thế giới hư chân kia đều kiêu ngạo giết quen. Bọn họ luôn ra vẻ cao hơn một bậc so với những thế giới thấp hơn mình. Cảm thấy người khác đều là con kiến. Ai ngờ rằng, ở trong mắt vài người, họ cũng chỉ là con kiến thôi. Tu hành, rất nhiều lúc còn phải tu não, đầu óc không theo kịp tu vi thì thực lực có mạnh cũng chỉ là một thằng ngu. Diệp Huyên vội nói, ta cảm thấy chúng ta có thể hợp tác, thật sự đó. Linh vũ trụ liếc Diệp Huyên nói, không được. Diệp Huyên cau mày, người đừng đề phòng ta như vậy. Con người của ta, nhân phẩm vẫn rất đáng tin. Linh vũ trụ nhàn nhạt nói, Diệp công tử, với ta thì kẻ địch của mình đúng là không phải đám thần linh ở thế giới hư chân. Vì họ chưa bao giờ muốn đến tiêu diệt ta mà là muốn tiêu diệt mọi sinh linh trong vũ trụ này. Kẻ địch thật sự của ta mới chính là sinh linh trong mảnh vũ này, họ ngày càng mạnh nên mới đe dọa đến sự cai quản của ta. Diệp Huyên khẽ gật đầu, ta hiểu rồi. Li VT bảo, ta dẫn người đến một nơi. Diệp Huyên vừa định hỏi thì linh vũ trụ đã vung tay lên, đất trời quay cuồng, ngay sau đó nó và Diệp Huyên đã biến mất khỏi tại chỗ. Khi xuất hiện lần nữa thì cả hai đã đi vào một mảnh tinh không, mấy vạn trượng trước mặt hai người thấp thoáng có thể thấy được một tòa thành lớn. Diệp Huyên tò mò hỏi, nơi này là...
Linh Vũ Trụ đáp, Thánh Thành. Diệp Huyên cau mày, Thánh Thành. Linh Vũ Trụ gật đầu, tòa thành cuối cùng của văn minh đầu tiên. Nó nói xong bèn đi về phía trước. Diệp Huyên cũng đi theo. Linh Vũ Trụ nói, thực ra, văn minh đầu tiên là nền văn minh mạnh nhất từ trước đến nay của vũ trụ chúng ta. Bởi vì, khi vũ trụ mới sinh ra nó đã có được vô cùng vô tận một loại đại thủy chi khí. Và đại thủy chi khí này là một loại huyền khí cao cấp nhất khác mà ta đã biết. Nó nói xong bèn mở tay ra, huyền khí màu tím sậm chậm rãi bay tới trước mặt Diệp Huyên. Hắn thử cảm nhận thì vẻ mặt lập tức trở nên nghiêm túc. Nếu giống như lời của Linh Vũ Trụ thì đại thủy chi khí kia quả thật khủng bố, không phải huyền khí nào bây giờ có thể so sánh được. Linh Vũ Trụ lại nói, hồi đó, loại đại thủy chi khí này có rất nhiều. Thế nên, cao thủ trên mảnh vũ trụ này cũng sinh ra rất nhiều. Trong số đó, có vô vàn anh tài cực kỳ xuất sắc. Diệp Huyên trầm giọng hỏi, trước đó ngươi có nói là sẽ dạy họ tu hành. Mà cuối cùng họ lại muốn đến giết ngươi. Linh Vũ Trụ gật đầu, ta là linh sinh ra từ mảnh vũ trụ này, thực ra ban đầu ta cũng rất tốt. Ta cảm thấy tất cả mọi người có thể cùng nhau tồn tại. Tiếc là, về sau ta đã đánh giá thấp lòng người. Nó nói xong bèn khẽ lắc đầu, tham lam. Diệp Huyên nhìn đằng xa hỏi, người dẫn ta đến đây là... Linh Vũ Trụ cười nói, dẫn ngươi đến xem. Diệp Huyên nhìn Linh Vũ Trụ nói, ngươi cũng không có thật sự tiêu diệt hết mọi người trong nền văn minh đầu tiên. Linh Vũ Trụ gật đầu, đúng vậy. Diệp Huyên khó hiểu, tại sao? Linh Vũ Trụ cười nói, trong văn minh đầu tiên cũng không phải ai cũng muốn giết ta, có rất nhiều sinh linh đứng về phía ta, mà đứng bên ta thì ta sẽ để họ sống. Diệp Huyên gật đầu, ân oán rõ ràng. Linh Vũ Trụ cười ha ha, đợi sau khi ngươi phá thần sẽ phát hiện cái nhìn của người đời với ngươi buồn cười cỡ nào. Ngươi nghĩ lại vị muội muội kia của mình xem, nàng có để ý cái nhìn của người khác không? Diệp Huyên lắc đầu rồi khẽ hỏi, sau khi đạt tới phá thần, ta sẽ giống như đám thanh nhi sao? Linh Vũ Trụ khẽ cười hỏi, ngươi có để ý đến cái nhìn của một con kiến với mình không? Diệp Huyên sửng sốt, Linh Vũ Trụ cười, thứ như lòng người không phải là muốn vứt bỏ. Mà là khi ngươi đạt tới một trình độ nhất định thì sẽ xem nhẹ chúng rất nhiều. Chẳng hạn như bây giờ, ngươi vô cùng để ý việc đánh nhau giữa thần linh và sinh linh trên mảnh vũ trụ này. Nhưng sau khi phá thần, ngươi sẽ nhìn bọn họ y như một đám con kiến. Giờ, ngươi có hứng thú với cuộc đánh nhau của mấy con kiến không? Diệp Huyên im lặng. Linh Vũ Trụ nói, ngươi xem, muội muội của mình có để ý đến mảnh vũ trụ này không? Ngoài việc để ý một mình ngươi ra thì mọi thứ trong mắt nàng chẳng khác gì con kiến. Cả cha và vị đại ca kia của ngươi nữa. Nó nói đến đây bèn dừng một lát rồi mới nói, cha ngươi có lẽ chỉ đơn giản là gai mắt ngươi, muốn ngươi chịu khổ chút thôi. Ha ha! Diệp Huyên lập tức đen mặt, sau đó nói, cái mỏ của ngươi, hèn chi bị thanh nhi đánh. Sắc mặt Linh Vũ Trụ lập tức đen lại. Diệp Huyên bỗng hỏi, chủ nhân bút đại đạo thì sao? Y cũng sinh ra trong mảnh vũ trụ này hả? Linh Vũ Trụ lắc đầu, không phải. Diệp Huyên cau mày, không phải. Linh Vũ Trụ gật đầu, tên kia rất đặc biệt, ta ra đời thì y đã có rồi. Diệp Huyên kinh ngạc, y còn có trước cả ngươi. Linh Vũ Trụ gật đầu, đúng vậy, ngạc nhiên đúng không? Diệp Huyên gật đầu, đúng thế. Linh Vũ Trụ cười bảo, còn có càng kinh ngạc hơn kìa, nói cho ngươi biết một bí mật. Tên kia ở thế giới hư chân cũng có đạo thống đó. Diệp Huyên híp mắt lại, ở thế giới hư chân cũng có đạo thống. Linh Vũ Trụ gật đầu, có điều không phải đạo môn, mà là một cái thế lực. Ta nói cho ngươi biết, tay y cực kỳ dài, dù là ta cũng không hiểu biết hết về y. Diệp Huyên im lặng. Mẹ nó! Chủ nhân bút đại đạo kia cũng che giấu kỹ thật. Linh Vũ Trụ lại nói, y cũng không có ác ý với ngươi. Diệp Huyên nhìn về phía Linh Vũ Trụ, nó cười nói, y đánh không lại muội muội ngươi. Diệp Huyên can lời. Linh Vũ Trụ lại nói, ta cũng không có ác ý với ngươi, vì ta cũng không đánh lại muội muội ngươi. Nó nói xong bèn ngó Diệp Huyên, cười thầm trong bụng, sau này ông đây đi bắt nạt con ngươi. Ngươi nợ ông đây bao nhiêu thì ông đây sẽ bắt con trai ngươi trả lại gấp đôi. Nó nghĩ vậy thì không khỏi phá lên cười. Diệp Huyên hơi khó hiểu, tiền bối,
ngươi cười cái gì? Linh vũ trụ vội vàng nói, không, không có gì. Diệp Huyên liếc linh vũ trụ, tên kia chắc chắn là đang nghĩ đến chuyện xấu gì. Linh vũ trụ cười nói, đi nào, dẫn ngươi đi xem thế giới văn minh đời đầu. Nó nói xong bèn dẫn Diệp Huyên đi tới cổng thánh thành, mà linh vũ trụ vừa vào thành đã có người chào hỏi nó, tiểu vũ, ngươi đến rồi à? Diệp Huyên nhìn về phía người nói chuyện, đó là một người đàn ông cao tu, cũng không có tu vi, chỉ là một người bình thường. Diệp Huyên lập tức có chút khó hiểu. Linh vũ trụ cười hỏi, Viên Sơn, làm xong việc rồi à? Người đàn ông tên Viên Sơn cười đáp, đúng vậy, tiểu vũ, có rảnh đến nhà của ta ngồi một chút nhé. Linh vũ trụ gật đầu, được. Viên Sơn cười rồi xoay người rời đi. Linh vũ trụ dẫn Diệp Huyên đi tiếp về phía trước, người phàm hai bên đường nhìn thấy linh vũ trụ đều chào hỏi. Có thể thấy được linh vũ trụ rất được chào đón ở đây. Linh vũ trụ hỏi, có phải là đang rất kinh ngạc tại sao họ lại không có tu vi? Diệp Huyên gật đầu. Linh vũ trụ đáp, ta không có truyền đạo cho họ nữa. Diệp Huyên nhìn về phía linh vũ trụ, nó khẽ nói, ở đây, mỗi người đều có thể sống đến 100-200 tuổi rồi tiến vào luân hồi. Tuy rất ngắn ngủi, nhưng không có nhiều chuyện lung tung rối loạn. Diệp Huyên im lặng. Linh vũ trụ lại nói tiếp, chủ nhân bút đại đạo cũng từng làm vậy ở hệ Ngân Hà, nhưng về sau bên kia sinh ra nền văn minh mới. Xong, y cũng không ngăn cản nên giờ sinh linh ở đó bắt đầu chậm rãi đi ra khỏi hệ Ngân Hà, đi vào vũ trụ. Nó nói xong bèn nhìn thoáng qua xung quanh, lắc đầu cười, ta không định để họ rời khỏi đây, nơi này không có tranh giành, sống một cách yên ổn là được. Diệp Huyên hỏi, người dẫn ta tới đây là vì? Linh vũ trụ đáp, người sẽ biết ngay thôi. Khi nói chuyện, cả hai đã đi đến trước một tòa đại điện. Linh vũ trụ dẫn Diệp Huyên đi vào trong điện, vừa vào thì hắn đã gặp được một ông lão quét rác. Ông ta mặc một chiếc áo bào cho mộc mạc, lưng hơi còng trông vô cùng già cả. Ông lão nhìn thấy linh vũ trụ thì con ngươi đục ngầu kia lập tức lóe lên. Diệp Huyên thoáng híp mắt. Người kia có tu luyện. Linh vũ trụ cười hỏi, lão si, bất ngờ lắm đúng không? Mặt mày ông lão không chút thay đổi hỏi, sao muốn giết ta? Linh vũ trụ lắc đầu, không, ta giết ngươi làm gì? Ta lần này đến đây là muốn thả ngươi đi. Ông lão cau mày, ngươi định dở trò gì? Linh vũ trụ cười hỏi, ngươi không muốn rời đi hả? Ông lão im lặng không đáp. Linh vũ trụ bỗng nói, lão si, giới thiệu cho ngươi một người. Vị này là Diệp công tử, là người cầm lái trước mắt của vũ trụ này. Lão si nghe vậy cau mày nhìn về phía Diệp Huyên. Diệp Huyên cũng lộ ra vẻ khó hiểu nhìn về phía linh vũ trụ, nó cười nói, ông lão này thuộc đại võ tông của văn minh đời đầu. Ông ta đi theo ngươi thì có thể giúp cho ngươi rất nhiều. Quan trọng nhất là, ngươi có thể so đấu với ông ta một chút. Diệp Huyên liếc linh vũ trụ khó hiểu hỏi, ngươi rất muốn ta phá thần. Linh vũ trụ nghiêm mặt nói, tuy lập trường của ta và ngươi khác nhau, nhưng nói thật, ta rất là thưởng thức hành động ấy của ngươi. Thế nên, ta quyết định giúp ngươi, thật đó, chứ ta không có ý gì khác đâu. Mặt mày Diệp Huyên vẫn hết sức lạnh nhạt, chẳng nói lời nào. Linh vũ trụ cười hỏi, người muốn dẫn ông ta đi không? Thực lực của ông ta cũng không dưới hồng trần đâu. Hơn nữa, thực lực ông ta còn rất đặc biệt. Nếu ngươi đánh với ông ta thì chắc chắn sẽ gặt hái được rất nhiều. Diệp Huyên nghe vậy bèn nhìn về phía lão si, lúc này ông ta cũng đang nhìn hắn. Ông ta phát hiện thái độ của Linh vũ trụ với Diệp Huyên có chút không bình thường. Rất thân thiện. Diệp Huyên ngẫm nghĩ rồi nói. Vậy xin tiền bối chỉ giáo. Linh vũ trụ cười ha ha rồi vung tay lên, dứt khoát dẫn Diệp Huyên và lão si biến mất khỏi tại chỗ. Khi xuất hiện lần nữa thì cả ba đã ở trong một mảnh tinh không. Linh vũ trụ ngó lão si rồi dùng huyền khí truyền âm, đánh, dùng sức đánh, đừng đánh chết là được. Lão si cau mày, tên này mặt ngoài lại trông rất tốt với thiếu niên kia. Nhưng giờ lại giở trò gì đây? Lúc này, Linh vũ trụ lại nhìn về phía Diệp Huyên, nghiêm túc nói, thực lực của ông ta rất mạnh, lát nữa nếu bị thương gì đó cũng đừng trách ta. Diệp Huyên ngó Linh vũ trụ nói, đương nhiên. Linh vũ trụ cười, đánh, nào, giờ các ngươi có thể đánh rồi.
Diệp Huyên cũng không nghĩ nhiều, nhìn về phía lão si nói, tiền bối, xin chỉ giáo. Lão si gật đầu, được. Ông ta nói xong chợt bước lên trước một bước ấy trực tiếp khiến không gian trước mặt Diệp Huyên nứt toạc, một sức mạnh khủng bố không biết từ đâu ập đến. Diệp Huyên lập tức biến sắc, cầm kiếm vung lên. Ầm. Một mảnh kiếm quang chợt bùng nổ, sau đó Diệp Huyên lập tức lùi lại cả vạn trượng. Xong bấy giờ, lão si bỗng bước lên trước, không gian trước mặt Diệp Huyên lại vỡ ra. Sau đó, chợt có một quyền đấm ra. Diệp Huyên trực tiếp cầm kiếm đâm tới. Ầm. Kiếm quang lại bị đẩy lui, cùng với đó còn có Diệp Huyên. Trong quá trình ấy, lão si mở tay ra, trong miệng lẩm bẩm chú ngữ xa xưa. Thoáng chốc, toàn bộ tinh không trực tiếp nứt nẻ. Ngay sau đó, vô số sấm sét màu đỏ chui ra từ khắp nơi. Chúng hội tụ thành một cái quyền ấn cao cả vạn trượng rồi đấm thẳng về phía Diệp Huyên. Nơi nó đi qua, cả tinh hà trực tiếp mai một từng chút một. Đằng xa, trong mắt Diệp Huyên toát ra vẻ nghiêm trọng, mở tay ra, vô số kiếm ý nhân gian trong cơ thể phóng lên cao, trăm ngàn thanh kiếm nhân gian hội tụ thành một thanh kiếm khổng lồ dài cả vạn trượng. Diệp Huyên nhấn một cái quát, chảm. Một kiếm kia trực tiếp phá không bay đi, xé nát tất cả mọi thứ. Ầm. Một kiếm kia thoáng chốc bổ lên quyền ấn, mấy trăm vạn dặm tinh vực lập tức biến thành một vùng đen ngòm. Sau đó, vô số kiếm quang và lôi quang chợt nổ tung. Dư chấn do hai luồng sức mạnh ấy sinh ra lập tức khuếch tán tới mấy trăm vạn dặm. Linh vũ trụ bên cạnh thấy vậy không khỏi cau mày. Nó phát hiện hình như mình đã xem nhẹ tên nhóc khốn kiếp kia. Tên nhóc này cũng có thể đánh được phết. Đằng xa, trong mắt lão si cũng toát ra vẻ kinh ngạc, kia là tín ngưỡng chi lực của chúng sinh. Diệp Huyên gật đầu, đúng vậy. Lão si gật đầu khen, rất lợi hại. Diệp Huyên cười bảo, xin tiền bối hãy chỉ giáo. Lão si không đáp, rồi liếc linh vũ trụ, nó vẫn mặt không đổi sắc nhưng lại dùng huyền khí truyền âm, đánh, dùng đại chiêu đánh hắn, chỉ cần đừng đánh chết là được. Lão si ngẫm nghĩ rồi gật đầu, sau đó quay sang Diệp Huyên dùng huyền khí truyền âm, nó bảo ta đánh ngươi, đừng đánh chết là được. Diệp Huyên cạn lời liếc linh vũ trụ. Chấm chấm chấm, vũ trụ chi linh này không phải hạng tốt lành gì. Diệp Huyên bật cười, chỉ nói một câu ngắn gọi với lão si tiếp tục. Lão ta gật đầu, chính vì phát hiện thân phận của người này không đơn giản nên lão mới lựa chọn báo trước. Bởi vì lão hiểu rất rõ bản tính của vũ trụ chi linh này, biết nó để mắt cao hơn đầu, nhìn người bằng lỗ mũi. Ấy vậy mà đứng trước kiếm tu trẻ tuổi này, nó lại khách khí vô cùng. Chứng tỏ hắn không hề đơn giản. Vậy nên cũng đừng làm gì khiến hắn phật ý. Kết được thiện duyên là tốt nhất. Bằng không thì lão sẽ nguy to. Lão si không nghĩ ngợi nữa mà nhấc chân đi tới. Theo từng bước của lão. Không gian trước mặt Diệp Huyên lần lượt nứt ra, để từng quyền ấn đỏ tươi như ngưng tụ từ hàng vạn tia huyết lôi mà thành lao ra, mang theo uy lực ngất trời. Diệp Huyên không dám khinh thường, vội vung tay lên, kiếm ý nhân gian vô cùng tận tuôn trào, hóa thành một thanh kiếm. Chém! Sau tiếng hô bừng bừng chí khí, thanh kiếm nhân gian đó chém thẳng vào quyền ấn. Quỳnh! Kiếm và quyền đồng thời bể tan nát, lôi quang và kiếm quang ầm ầm tỏa ra. Biến thời không hắc ám vô tận trở thành hư vô trong nháy mắt. Thân hình lão si cũng chợt nhòe đi. Diệp Huyên nheo mắt lại, đâm kiếm về trước. Ầm. Một luồng sức mạnh đáng sợ bùng nổ từ trên thân kiếm, đánh bật hắn bay đi mấy trăm nghìn trượng, còn chưa kịp dừng lại thì đã nghe tiếng niệm chú xa xưa văng vẳng bên tai. Hàng loạt dòng sức mạnh như thủy triều chảy xiết tràn ra từ không gian quanh hắn. Diệp Huyên đanh mặt, bước tới trước. Gọi một kiếm vực khủng bố ra bao trùm toàn bộ tinh vực. Hàng loạt kiếm ý nhân gian giăng ra, múa may bên trong kiếm vực. Ầm ầm. Khắp thời không hắc ám vô tận chấn động trong nháy mắt. Vũ trụ chi linh thấy vậy thì cau mày, kiếm vực. Quỳnh. Đúng lúc này, hàng loạt kiếm ý nhân gian bỗng chốc bùng nổ từ bên trong kiếm vực, khiến hai người Diệp Huyên và lão si đồng thời lùi lại. Dừng lại rồi. Lão ta mới nhìn hắn bằng ánh mắt đầy trầm trọng. Không ngờ rằng kiếm tu hậu bối này lại mạnh đến vậy. Diệp Huyên chợt cười, tiền bối, ta muốn đổi kiếm. Lão si phóng khoáng bật cười, tùy ngươi. Diệp Huyên gật đầu rồi biến mất tại chỗ.
Đôi mắt nheo lại, lão Si bước tới trước, tung ra một cú đấm ẩn chứa quyền thế ngút trời. Uy lực của nó kinh khủng đến nỗi có thể đập nát toàn bộ vũ trụ tinh hà. Cũng vào lúc này, kiếm của Diệp Huyên đã tới. Xoẹt. Đường kiếm dễ dàng thọc xuyên quyền thế của lão Si trước khi cắm vào nắm tay lão. Ầm. Kiếm Thanh Huyên khóa cứng lão tại chỗ. Làm lão Si sững sờ. Không thể tin nổi. Lão mà thua rồi ư. Sắc mặt vũ trụ chi linh cũng không được đẹp cho lắm. Mà mẹ nó. Thanh kiếm này có phần quá đáng rồi đấy. Chắc chắn là do cô gái kia tạo ra. Ôi. Nó buông tiếng thở dài bất lực. Nơi xa, Diệp Huyên im lặng nhìn lão Si bị kiếm đóng tại chỗ. Từ sau khi bước qua luân hồi chi lộ, hắn vẫn chưa dùng lại kiếm Thanh Huyên, bây giờ lấy ra cốt để xem sẽ mang lại kết quả thế nào. Kết quả khiến hắn hoảng sợ. Không dùng kiếm Thanh Huyên, hắn chỉ có thể đánh ngang tay với lão Si. Nhưng khi dùng rồi, hắn đánh bại lão dễ như trở bàn tay. Sức mạnh được tăng lên một cách quá đáng. Diệp Huyên thở dài, vung tay gọi kiếm Thanh Huyên trở về, nhìn nó với vẻ phức tạp. Bây giờ chỉ khi nào nằm trong tay cha, Thanh Nhi và đại ca, nó mới có thể bị xem như một thanh kiếm phổ thông. Ngoài ra thì giá trị nó đem lại quá lớn. Lão Si buột miệng hỏi, kiếm của ngươi. Diệp Huyên cười đáp, tên Thanh Huyên. Sắc mặt lão đanh lại, không ngờ nó lại có thể xé nát cổ thần lực của ta dễ dàng như vậy, quá đáng sợ. Diệp Huyên ngạc nhiên, cổ thần lực. Lão Si gật đầu. Là một loại sức mạnh đặc biệt ở thời chúng ta, bây giờ thì không còn thấy nữa. Diệp Huyên gật gù, đúng là mạnh thật. Sắc mặt lão Si trở nên phức tạp, mạnh gì chứ? Gặp kiếm của ngươi thì chẳng là gì cả. Diệp Huyên cười cười, tiền bối có đồng ý theo ta rời khỏi Thánh Thành không? Lão Si chần chừ, nhìn vũ trụ chi linh. Nó chỉ điềm tĩnh nhìn lại. Diệp Huyên lại hỏi nó, tiền bối không có vấn đề gì chứ? Vũ trụ chi linh không đáp. Diệp Huyên lại nói với lão Si, không phản đối chính là chấp nhận. Lão Si cứng họng. Vũ trụ chi linh liếc Diệp Huyên một cái nhưng không nói gì. Nó vốn muốn mượn tay lão Si dạy cho tên bịp bợm này một bài học, nào ngờ sức mạnh hắn lại kinh khủng quá. Thất sách rồi. Lão Si hết nhìn vũ trụ chi linh rồi lại nhìn Diệp Huyên, ôm quyền thi lễ, đa tạ. Có ai muốn bị nhốt ở nơi quỷ quái kia đâu, ra ngoài được tất nhiên là tốt rồi. Như nghĩ đến điều gì, lão vội bổ sung, Diệp công tử, ta muốn dẫn theo một người nữa có thiên phú căn cốt rất tốt, là nhân tài hiếm thấy. Diệp Huyên nhìn vũ trụ chi linh, thấy nó cau mày nói, lão Si, ông đang được voi đòi tiên đấy sao? Diệp Huyên chỉ tỉnh bơ hỏi, cũng được chứ hả tiểu vũ? Tiểu vũ? Vũ trụ chi linh cứng họng. Diệp Huyên chợt hiếu kỳ hỏi nó, tiền bối là linh trí sinh ra từ vũ trụ, ta tự hỏi nếu ngươi gặp chuyện gì thì có ảnh hưởng xấu đến vũ trụ hay không? Không hề. Lão Si đáp ngay, vũ trụ chi linh chết đi không chỉ không gây hại cho vũ trụ, ngược lại sẽ trả toàn bộ tu vi và linh khí, để vũ trụ khôi phục, đi đến một mức độ vô cùng kinh khủng, ít nhất là ngang với thời đại của chúng ta. Diệp Huyên nghe vậy thì sững sốt. Hắn cứ tưởng vũ trụ chi linh mà gặp mệnh hệ gì thì vũ trụ sẽ sụp đổ hay khô cạn linh khí chứ. Nào ngờ không chỉ không như vậy mà vũ trụ sẽ càng được lợi hơn. Nghĩ đến đây, ánh mắt hắn nhìn vũ trụ chi linh xảy ra biến hóa. Nó nhận ra điều này thì biến sắc, vội vàng nói, muốn dẫn ai đi cứ dẫn. Chuyện vặt vãnh thế này sao có thể ảnh hưởng tình hữu nghị giữa chúng ta chứ? Hữu nghị. Diệp Huyên không khỏi nhíu mày. Ta với ngươi mà hữu nghị từ khi nào? Vũ trụ chi linh đổ mồ hôi lạnh ròng ròng. Bà mẹ cha nó. Giờ phút này nó chỉ muốn tự vả mấy cái. Tại sao chỉ vì ba thứ còn con này mà phải xích mích với tên này chứ? Diệp Huyên thì lại không lên tiếng như đang suy nghĩ gì đó. Vũ trụ chi linh thấy vậy đành cười khổ, Diệp tiểu hữu đừng tin lời lão ta. Cái chết của ta đúng là sẽ tẩm bổ cho vũ trụ này. Nhưng nếu ta nổ tung thì nó cũng sẽ sụp đổ ngay lập tức. Diệp Huyên nghĩ ngợi một hồi rồi cười lên, tiền bối nghĩ nhiều rồi, ta không có ý gì cả. Vũ trụ chi linh không khỏi liếc xéo hắn, bố có điên mới tin mi.
mà nói ra thì nó sợ hắn làm loạn thật. Khi ấy thì thật sự là hết cứu. Chủ nhân bút đại đạo đã từng dặn nó chỉ có thể dùng lý lẽ để nói chuyện với tên này, tuyệt đối đừng để hắn quậy tung lên. Bằng không thì chẳng còn cách nào cứu. Hắn chính là kẻ khiến người khác phải chào thua. Không một ai có thể ngăn cản. Vua dựa dẫm gì đó còn không đáng sợ bằng vua làm loạn cơ. Vũ trụ chi linh lại buông tiếng thở dài. Biết vậy thì ngay từ đầu đã làm bộ ngủ tiếp rồi, mắc gì cứ phải trêu vào tên khốn này chứ. Diệp Huyên cười cười nhìn vũ trụ chi linh, không nói gì nữa. Giết nó để tế vũ trụ này. Ban nãy hắn cũng nghĩ đến, nhưng chỉ là nghĩ mà thôi. Vẫn còn quá nhiều nhân tố không xác định. Hơn nữa kẻ địch chính hiện nay là thần linh của chân thế giới, cần phải giải quyết chúng trước. Về phần vũ trụ chi linh này, nếu thật sự không được thì cứ giao cho thằng con mình giải quyết. Người nào đó. Thấy Diệp Huyên đánh mất suy nghĩ vừa nguy hiểm lại biến thái kia đi, vũ trụ chi linh thở phào một hơi nhẹ nhõm. Tên này mà làm bậy thật thì nó cũng sợ chết khiếp. Ai bảo muội muội hắn mạnh thế làm gì? Lão Si đứng một bên nhìn vũ trụ chi linh với vẻ mặt kỳ lạ. Bỗng dưng phát hiện nó có phần kiêng kỵ khi đối mặt Diệp Huyên. Ghê gớm thật. Khiến vũ trụ chi linh phải ngoan một phép luôn. Diệp Huyên quay sang nói với lão, tiền bối nói muốn dẫn ai theo. Mau đưa đến đây đi. Lão Si gật đầu, được, chờ ta một chút. Sau đó xoay người biến mất. Diệp Huyên lại hỏi vũ trụ chi linh, tiền bối, có chuyện này ta vô cùng tò mò, người nói ta nghe được không? Nó gật đầu, hỏi đi. Diệp Huyên khẽ nhíu mày, ngươi là linh của vũ trụ, tức cũng là sự sống đầu tiên đúng không? Vũ trụ chi linh gật đầu, phải. Diệp Huyên, vậy vũ trụ này do ai tạo ra? Câu hỏi này khiến vũ trụ chi linh nhíu mày. Diệp Huyên, hay ngươi cũng không biết? Vũ trụ chi linh lắc đầu, ta không biết làm sao để trả lời thì hơn. Diệp Huyên càng khó hiểu, là thế nào? Vũ trụ chi linh hạ giọng, ta biết ngươi và rất nhiều người khác đều hiếu kỳ muốn biết căn cơ gốc rễ của vũ trụ bắt nguồn từ đâu. Có phải có một cường giả cực kỳ kinh khủng như thần sáng thế mà người phàm nhắc đến, đúng không? Diệp Huyên gật đầu, chính xác. Vũ trụ chi linh lắc đầu cười, thật ra, trên đời không có cái gọi là thần, chỉ là một số cá nhân hoặc linh cực kỳ mạnh, hoặc là những sinh vật nào khác mà thôi. Thần sáng thế mà ngươi nói đến, ta cho rằng không hề tồn tại. Diệp Huyên hỏi tiếp, vậy vũ trụ xuất hiện thế nào? Vũ trụ chi linh, ai mà biết? Dù sao ta cũng không quan tâm. Diệp Huyên bèn thất vọng ra mặt. Không ngờ đến cả vũ trụ chi linh mà cũng không biết. Lại nghe nó nói, người muốn biết thì hỏi muội muội người xem, có lẽ nàng ấy biết gì đó. Nó thoáng dừng lại, nói thật, nếu thật sự có một người mạnh như vậy, ta cảm thấy chính là muội muội ngươi. Thanh Nhi. Diệp Huyên sửng sốt. Vũ trụ chi linh cười khổ, người không tưởng tượng được nàng ấy mạnh thế nào đâu. Diệp Huyên nghĩ một hồi vẫn không ra, ví dụ. Vũ trụ chi linh nhìn hắn, ví dụ như nếu ta muốn giết ngươi ngay bây giờ thì chỉ như trở bàn tay, mà nàng ấy muốn giết ta thì cũng dễ như vậy. Diệp Huyên suy tư, tóm lại khoảng cách giữa ta và Thanh Nhi là một vũ trụ chi linh. Vũ trụ chi linh rơi vào im lặng một hồi lâu, buột miệng nói, giải thích như thần. Diệp Huyên cười ha hả. Đúng lúc này, lão Si đã trở lại với một cô bé bên người. Cô bé tầm 12, 13 tuổi, mặc váy vải thô đơn giản nhưng tươm tất. Đôi mắt bé vừa to lại linh động, hiện đang nhìn Diệp Huyên và vũ trụ chi linh đầy tò mò. Là ngươi? Vũ trụ chi linh ngạc nhiên vô cùng. Cô bé cười chào hỏi, tiểu vũ cũng ở đây sao? Vũ trụ chi linh gật đầu, tô tiểu muội thật sự muốn đi cùng hắn ư. Ta nói cho ngươi biết, sau khi ra ngoài rồi, ngươi sẽ bước lên một con đường hoàn toàn khác. Tô tiểu muội ngẫm nghĩ một hồi, gật đầu nói, ta muốn nhìn xem bên ngoài. Vũ trụ chi linh thấp giọng thở dài, thôi được. Rồi nó gọi đầy một quyển sách cổ sang cho cô bé, cái này hẳn sẽ giúp ít được một vài, cho ngươi đấy. Tô tiểu muội không từ chối mà nhận lấy, cảm ơn tiểu vũ. Vũ trụ chi linh cười, không có gì, năm xưa ngươi đã nhường cái bánh bao duy nhất cho ta mà. Tô tiểu muội nhoẻn cười, ngươi lợi hại như vậy.
cần gì để ý một cái bánh chứ? Vũ trụ chi linh lắc đầu, nhà đầu ngươi tính tình hiền lành, thiên phú tuyệt đỉnh, đặc biệt là tâm tính rất tốt. Nó liếc sang Diệp Huyên đầy ám chỉ, ra bên ngoài rồi nhớ tránh xa một vài người ra, đừng để bị dậy hư, nhớ chưa? Mặt hắn lập tức đen xì, thôi ngươi nói đại tên ta ra luôn đi. Vũ trụ chi linh bật cười, ta đi đây. Rồi thoát cái biến mất. Vũ trụ chi linh đi rồi, Diệp Huyên nhìn Tô Tiểu Muội. Tô Tiểu Muội mỉm cười nhìn lại. Diệp Huyên quan sát cô bé một hồi, chân mày cao lại khi nhận ra thể chất của Tô Tiểu Muội dường như có gì đó rất đặc biệt. Lão Si cười nói, Diệp công tử, ta cho người biết, con bé này có thể chất đứng đầu thời đại của chúng ta tiên đạo thể. Một khi tu luyện, chắc chắn sẽ thành vô địch. Trước kia ở Thánh Thành, ta không dám dạy nó, nhưng bây giờ... Lão thoáng dừng lại, chỉ bằng để công tử dạy dỗ. Diệp Huyên ngẩn ra, vì sao? Lão Si hạ giọng, theo ngươi tu luyện, nó có thể tránh đi vô số nhân quả. Diệp Huyên, ông không yên tâm về vũ trụ chi linh. Lão Si gật đầu, phải. Trong trận chiến năm xưa, vũ trụ chi linh đã bị uy hiếp bởi người mang tiên đạo thể lúc đó, vì vậy. Diệp Huyên gật gù, hiểu rồi. Đoạn cười hỏi Tô Tiểu Muội, cô bé bằng lòng theo ta tu luyện chứ? Tô Tiểu Muội tròn mắt, học kiếm ạ. Diệp Huyên, chỉ cần thích là được. Thế là Tô Tiểu Muội thi lễ, con xin ra mắt sư phụ. Diệp Huyên gật gù mỉm cười, cảm thấy một cô bé điềm đạm văn nhã thế này thật là tốt. Bỗng một suy nghĩ nảy ra trong đầu hắn, hay là bồi dưỡng trước vài cô vợ cho con mình nhỉ? Đào tạo con dâu ư? Diệp Huyên cười hề hề trong lòng, thầm nghĩ cũng đâu phải không được. Chợt hắn nghe Tô Tiểu Muội hỏi, sư phụ ơi. Diệp Huyên nhìn xuống, thấy cô bé mỉm cười, con theo người học kiếm được không? Hắn gật đầu, tất nhiên là được rồi, nhưng con thích kiếm sao? Tô Tiểu Muội suy tư một hồi, cái gì con cũng muốn thử. Diệp Huyên cười, được thôi. Sau đó hắn nói với lão Si, không giấu gì tiền bối. Ta hiện đang chống lại thần linh, rất cần người giúp đỡ. Lão gật đầu, nếu không có người giúp đỡ, ta sẽ vẫn bị vũ trụ chi linh giam giữ tại nơi đó. Người đã cứu ta ra, ta đương nhiên phải hồi đáp rồi. Diệp Huyên, vậy xin đa tạ. Lão Si cười, khách sáo rồi. Diệp Huyên gật đầu rồi đưa lão và Tô Tiểu Muội biến mất. Tại vũ trụ Quan Huyên, hắn không lập tức trở về thư viện mà đi vào tiểu tháp. Vừa bước vào trong, Tần Quan đã ngay lập tức xuất hiện, kéo hắn đi trước khi hắn kịp mở miệng, theo ta. Hai người biến mất tại chỗ. Một chốc sau, nàng ta dẫn hắn đi vào một dãy núi, bên trong chứa tận mấy triệu người. Diệp Huyên ngạc nhiên hỏi, những người này là? Tần Quan cười đáp, là đoàn đội nghiên cứu của ta. Diệp Huyên chỉ đành lắc đầu cười trừ. Tần Quan dẫn hắn đi về phía một tòa tháp cao đến cả triệu trượng, chọc thẳng vào tinh không. Chiếm diện tích nguy nga đổ sộ. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 266.